Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 534. Quỷ phi tỷ tỷ, Viêm Hoàng đại sư, hoan nghênh hai vị đến. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm theo trong thánh địa truyền ra, chỉ thấy một cái thanh lệ tuyệt mỹ cô gái tóc tím, mang theo mấy cái tùy tùng, nhanh chân đi ra, chính là quỷ trụ thánh địa chúa tể, Tử Mị U Cơ. Nàng tự mình ra nghênh tiếp Hồng Loan quỷ phi cùng Viêm Hoàng đại sư. Ôi, U Cơ muội muội, mấy ngày không thấy, ngươi lại đẹp lên, ta như là nam nhân, không phải cùng ngươi cùng chung xuân tiêu. Hồng Loan quỷ phi mỉm cười nói, nàng và Tử Mị U Cơ hai bên trận doanh, bình thường tranh đấu gay gắt có chút kịch liệt, nhưng hai người tự mình quan hệ còn tính không sai, dùng tỉ muội tương xứng, tranh đấu là hành động bất đắc dĩ, bởi vì quỷ giới tài nguyên cứ như vậy nhiều, không tranh liền vô pháp sinh tồn được, trừ phi xây thành tinh khung đường sắt, quy mô lớn di chuyển đến bên ngoài đi. Tiểu sư đệ, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là ngươi nhị sư tỷ, mau gọi nàng U Cơ thư thư. Hồng Loan quỷ phi chỉ Tử Mị U Cơ, cười hướng Diệp thần giới thiệu nói. Diệp thần ngẩn ngơ, nhìn xem Tử Mị U Cơ, không nói gì với nhau, còn nhớ rõ đối phương đánh nát quỷ đạo tổ sư hung hãn bộ dáng. Lúc đó nếu như không phải Viêm Hoàng đại sư chạy tới, chỉ sợ liền Diệp thần, đều muốn bị nàng giết. Tử Mị U Cơ mày liễu nhíu một cái nói, quỷ phi, ngươi làm cái gì, thật coi hắn là tổ sư gia truyền nhân. Hồng Loan quỷ phi cười nói, tổ sư gia đều hiển linh, vậy còn là giả. Mà lại chúng ta chân chính kẻ địch, là Sửu Hoàng, người tinh thần bị Sửu thần ác khí che đậy, vì vậy đối tiểu sư đệ có loại hiểu lầm. Tử Mị U Cơ nghe được Sửu Hoàng nhị chữ, nhíu mày càng sâu, nàng trước kia cũng nghe Viêm Ma Thần Điện đề cập tới, nhưng bởi vì không có bắt được tương quan thiên cơ, cho nên không tin, chỉ coi là Viêm Ma Thần Điện cố làm ra vẻ bí ẩn trò xiếc. Thậm chí nàng coi là Sửu Hoàng ma giáo, cũng là Viêm Ma Thần Điện âm thầm bồi dưỡng ra được thế lực. Ta đạo tâm tinh khiết, tư vô tà, tuyệt không có bị che đậy. Quỷ phi, ta xem bị lừa bịp người, là ngươi. Tử Mị U Cơ vẫn là quyết giữ ý mình, lạnh giọng nói ra. Hồng Loan quỷ phi cười ha ha, nói tốt, ngược lại Sửu Hoàng hôm nay khẳng định sẽ đến lúc đó hắn xuất hiện, ngươi có thể được cùng ta cùng một chỗ đối phó hắn. Tử Mị U Cơ từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, trước tiến đến đi, tế tự muốn bắt đầu. Hồng Loan quỷ phi gật gật đầu, vừa cười nói, cũng là không nóng nảy, trước cho tiểu sư đệ kiểm trắc một thoáng, xem hắn linh hồn, đến cùng giá trị nhiều ít hồn tệ. Nói xong, Hồng Loan quỷ phi lôi kéo Diệp thần, đi vào cửa vào bên cạnh một tấm bia đá xuống. Bia đá to lớn, tuyên khắc lấy một cái hồn chữ, phía dưới bày ra một bàn một ghế dựa, ngồi một cái lão giả. Lão giả khí tức sâu lắng, thân mặc áo bào xám, áo choàng bên trên quỷ khí tràn ngập, hóa thành từng khỏa đầu lâu, vây quanh hắn thân thể uốn lượn, lộ ra một cỗ mạnh mẽ hung hãn sát khí, thực lực rõ ràng bất phàm, cùng Hồng Loan quỷ phi, Tử Mị U Cơ đám người so sánh, không kém cỏi chút nào. Lúc này ở lão giả bên người, đã có mấy người tại xếp hàng, tựa hồ là đang làm kiểm trắc đem bàn tay của mình, đặt vào cái kia hồn chữ trên tấm bia, bia thân hào quang vặn vẹo. Liền hiện ra một vài đáng. Một cái thần đạo cảnh võ giả, tay để lên về sau, hiện ra chỉ số là 1 vạn. Linh hồn của ngươi, giá trị 1 vạn hồn tệ. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, hai tay dâng một cái đất thó chế cái chậu bên trên khắc có tụ hồn 2 chữ, bên trong chứa một chút quỷ khí lượn lờ đồng tiền, chính là hồn tệ, hắn một cái tay tại tụ hồn trong chậu khuấy động, đồng tiền soạt kéo rung động. Người võ giả kia thấy chính mình linh hồn chỉ số. Cắn răng, tựa hồ không hài lòng lắm, nói, cho ta hối đoái 5.000 hồn tệ. Lão giả nói, 5.000, cái kia muốn cắt người một nửa linh hồn, người chịu được. Võ giả cắn răng nói, chịu được. Lão giả ừ một tiếng, lấy ra một cây nhiếp hồn bổng, tại người võ giả kia trên trán nhẹ gõ nhẹ một cái, người sau nửa cụ linh hồn, liền bị tách rời ra, phát ra tiếng kêu thảm. Này nửa cụ linh hồn, tương đương với người võ giả kia nửa cái phân thân. Có được cùng bản thể một dạng tư tưởng, tại nhiếp hồn bổng nhiếp đoạt lấy phát ra kêu thê lương thảm thiết, bị nhiếp hồn bổng bên trên ma khí quấn quanh, không được thoát khỏi, tựa hồ hết sức thống khổ. Lão giả đem cái kia nửa cụ linh hồn thu, theo tụ hồn trong chậu lấy ra 5.000 hồn tệ, giao cho người võ giả kia, nói, trong vòng 1 tháng, có thể tới chuộc về ngươi nửa cụ linh hồn, tiền lãi 1 điểm, nếu không chuộc về, linh hồn của ngươi, ta liền lấp đến thôn hồn quỷ châu bên trong đi.
Người võ giả kia sắc mặt tái nhợt, nhận lấy hồn tệ, nói, đúng, quỷ tiên sinh, ta biết rồi. Hắn bán linh hồn, cầm tới hồn tệ về sau, liền vội vã tiến vào thánh địa bên trong. Trong thánh địa thật nhiều sạp hàng, tại bán ra đủ loại thiên tài địa bảo, còn có thần thông pháp bảo, bí tịch binh khí, cổ lão thần vật các loại, chứ nhiều bảo bối đầy đủ mọi thứ, dựa vào ra bán mình linh hồn, đổi lấy hồn tệ, lại hối đoái kỳ chân dị bảo người, cũng số lượng cũng không ít. Đến, tiếp theo, vị kế tiếp. Lão giả kia tiếp tục thay người kiểm trắc, một cái tay lại tại tụ hồn trong chậu khuấy động, cái kia tụ hồn trong chậu hồn tệ, nhìn như số lượng không nhiều, nhưng lại tựa hồ như lấy không hết, vĩnh viễn cũng sẽ không khô kiệt. Diệp Thần lại thấy có một cái thiên nguyên cảnh võ giả, tại kiểm trắc linh hồn, trắc nghiệm được chỉ số là 10 vạn, so với vừa mới cái kia thần đạo cảnh võ giả, linh hồn mạnh mẽ gấp 10 lần. Sau đó lại là một cái thiên nguyên cảnh võ giả kiểm trắc, lần này đo ra tới chỉ số, chỉ có mấy ngàn, liền trước hết nhất cái kia thần đạo cảnh võ giả cũng không bằng. Thấy cảnh này Diệp Thần cảm thấy có chút kỳ quái, xem ra linh hồn chỉ số, cùng tu vi cảnh giới cao thấp, tựa hồ cũng không có tuyệt đối quan hệ. Người phía trước kiểm trắc xong, liền đến phiên Diệp Thần, Thiên Nữ, Viêm Hoàng Đại Si, Tử Mị U Cơ mấy người cũng đi tới. Hồng Loan Quỷ Phi cười nói, quỷ tiên sinh, có thể hay không giúp vị này luân hồi chi chủ, kiểm trắc một thoáng linh hồn. Cái kia quỷ tiên sinh nheo mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, cười nói, nguyên lai vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh luân hồi chi chủ sao. Ha ha, hắn linh hồn, nhất định đáng tiền cực kỳ. Hồng Loan Quỷ Phi cười nói, hắn là chính ta tiểu sư đệ, hắn linh hồn, đoán chừng so ta người sư tỷ này còn muốn đáng tiền được nhiều. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Thần tiến lên, hướng Diệp Thần giới thiệu nói, tiểu sư đệ, vị trưởng lão này là thôn hồn Quỷ Châu bốn đại khí linh trưởng lão một trong, hắn gọi quỷ tiên sinh. Diệp Thần khách sáo hành lễ kêu lên, gặp qua quỷ tiên sinh. Quỷ tiên sinh cười nói, ừm, rất tốt, tiểu gia hỏa rất hiểu lễ phép, ha ha. Người quỷ phi sư tỷ linh hồn, giá trị 100 triệu hồn tệ, liền là không biết linh hồn của ngươi, lại giá trị bao nhiêu. Diệp Thần tâm bên trong khẽ động nói, linh hồn này giá trị chỉ số, như thế nào phán đoán? Quỷ tiên sinh cười nói, ha ha, này muốn nhìn tu vi cảnh giới, khí vận độ dày, còn có tương lai tiềm lực, cùng với trọng yếu nhất, là đạo tâm tinh thần. Nói như vậy, tinh thần ý chí người càng cường hãn hơn, linh hồn liền càng đáng tiền. Có chút tinh thần hèn yếu phế vật, coi như cưỡng ép nắm tu vi chồng chất đến cảnh giới cao, linh hồn cũng sẽ không quá đáng tiền, bởi vì phế vật linh hồn không có giá trị. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ có chân chính tinh thần cường hãn, đạo tâm bất khuất, dũng mãnh cương nghị linh hồn, tốt nhất là có đại lý tưởng, đại dã vọng, lớn kế hoạch lớn linh hồn, vậy liền đáng giá tiền. Trước mắt tại quỷ giới bên trong, linh hồn đáng giá nhất. Liền là bên cạnh ngươi ba vị thiên đế. Hắn con mắt nhìn xem Hồng Loan Quỷ Phi, Tử Mị U Cơ, Viêm Hoàng Đại Si ba người, cười cười nói tiếp. Linh hồn của bọn hắn, giá trị đều là 100 triệu hồn tệ tả hữu, miễn miễn cưỡng cưỡng đi, tinh thần ý chí còn chưa đủ cường ngạnh a, ít nhất bọn hắn tại đi qua 10 vạn cái kỷ nguyên bên trong, đều không dám lại đụng vào thôn hồn Quỷ Châu một lần, thật sự là có chút nhu nhược a. Nghe được quỷ tiên sinh, Hồng Loan Quỷ Phi, Tử Mị U Cơ, Viêm Hoàng Đại Si ba người, lập tức xương xảy ra chút thần sắc khó xử. Tại cực kỳ lâu trước kia, bọn hắn từng nếm thử đụng vào thôn hồn Quỷ Châu, kết quả trong nháy mắt nhận vô biên quỷ khí trùng kích, lâm vào to lớn trong cơn ác mộng, thống khổ co quắp mấy cái kỷ nguyên, dày vò khổ không thể tả. Từ đó về sau, bọn hắn cũng không dám lại tới gần thôn hồn Quỷ Châu, thậm chí hợp lại hao phí vô số tâm huyết, chế tạo một cái thời không thần lồng. Đem thôn hồn Quỷ Châu phong cấm dâng lên, sợ cái kia ác mộng quỷ khí tiết lộ ra ngoài, sẽ tạo thành tai họa hậu quả. Thôn hồn Quỷ Châu mạnh mẽ, cường đại đến ba vị thiên đế, đều không dám đụng vào, thoáng đụng vào liền sẽ lâm vào ác mộng trong thống khổ đi, có thể nghĩ vật kia đáng sợ đến cỡ nào. Trong lòng bọn họ có nhu nhược e ngại chỗ, có to lớn tâm ma của bọn hắn liền là thôn hồn Quỷ Châu. Cho nên, quỷ tiên sinh đối ba vị thiên đế linh hồn đánh giá. Cũng không cao, chỉ có thể nói miễn miễn cưỡng cưỡng, không thể nói kém, nhưng tuyệt đối mạnh mẽ không đi nơi nào. Quỷ tiên sinh nhìn xem Diệp Thần, cười nói, luân hồi chi chủ, ngươi tiến lên đây, xem linh hồn của ngươi, giá trị bao nhiêu. Diệp Thần ừ một tiếng đi ra phía trước,
Toàn trường người tầm mắt, lập tức hội tụ đến trên người hắn, thánh địa trong sân rộng cũng có thật nhiều võ giả, đi ra, vây quanh Diệp Thần xì xào bàn tán, bọn hắn cũng rất muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, linh hồn đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Diệp Thần hít sâu một hơi, đang muốn đưa bàn tay đặt vào kiểm trắc trên tấm bia đá, phía sau thiên nữ lại đột nhiên đoạt tới, nói, Diệp Thần, để cho ta tới trước đi. Diệp Thần nghe được thiên nữ thanh âm, có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là nghiêng người tránh ra, vậy ngươi tới đi. Thiên nữ gật gật đầu, đi đến quỷ tiên sinh trước mặt. Quỷ tiên sinh đánh giá thiên nữ tầm mắt lập tức sáng lên, dùng có chút kinh ngạc thán phục thanh âm nói ra, ngươi có một khỏa lấp lánh linh hồn. Thiên nữ mỉm cười, nói, đa tạ khen ngợi. Đã từng thiên nữ, là quá trên thế giới tuyệt đỉnh thiên kiêu, linh hồn của nàng, thuần túy mà lấp lánh, ý chí cũng là bất khuất, mặc dù hiện tại đã so ra kém Diệp Thần, nhưng cũng không có cúi đầu nhận thua. Quỷ tiên sinh chỉ hồn chữ bia, tay cầm để lên, linh hồn của ngươi, chắc hẳn đáng tiền cực kỳ. Thiên nữ chậm rãi đi đến hồn chữ bia trước đem bàn tay của mình để lên, cũng phóng xuất ra hồn lực, lập tức ông một tiếng. Kiểm trắc bia đá toát ra một cỗ sáng chói thần quang, hà thải lưu chuyển, kim diễm bừng bừng, có tiên đạo đại khí tượng, thậm chí cả tòa bia đá đều bắt đầu run rẩy, cuối cùng một cỗ trắng bạc thánh quang hóa thành băng hoàng, vọt tới bầu trời. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thần, Viêm Hoàng Đại Si, Tử Mị U Cơ, Hồng Loan Quỷ Phi đám người, đều có ăn chút gì kinh. Bởi vì thiên nữ tu vi, chẳng qua là thiên nguyên cảnh, theo lý mà nói, linh hồn của nàng khí tượng không có động tĩnh lớn như vậy. Nhưng bây giờ, cả tòa kiểm trắc bia đá đều đang run lên bần bật, phía trên rất nhanh hiện ra một cái kinh người chỉ số. 8.000 vạn. Thiên nữ linh hồn chỉ số, lại đã đạt tới 8.000 vạn. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, phải biết, Tử Mị U Cơ chờ ba vị thiên đế, linh hồn của bọn hắn chỉ số, cũng chỉ có 100 triệu. Thiên nữ không quan trọng thiên nguyên cảnh, linh hồn chỉ số thế mà khủng bố đến nước này. 8.000 vạn, điều đó không có khả năng đi, có phải hay không là kiểm trắc bia đá sai lầm? Tử Mị U Cơ phát ra khó có thể tin thanh âm. Hồng Loan Quỷ Phi tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, chính là lộ ra một vệt mỉm cười, nói, nghĩ không ra vị này thiên nữ cô nương, linh hồn cư nhiên như thế mạnh mẽ. Viêm Hoàng Đại Si nói, thiên nữ cô nương, người nghĩ mua sắm U Minh Quỷ Ngọc tu luyện, 20-30 vạn hồn tệ đều dư xài. 8.000 vạn quả thực là một cái con số thiên văn. Phải biết, thiên đế linh hồn mới giá trị 100 triệu, thiên nữ không quan trọng thiên nguyên cảnh, linh hồn lại giá trị 8.000 vạn, trực tiếp làm cho toàn trường tất cả mọi người rung động. Thiên nữ nhìn xem trên tấm bia đá chỉ số, cũng là có chút điểm xuất thần, lẩm bẩm nói, nguyên lai linh hồn của ta, lại chân quý như thế. Quỷ tiên sinh có chút xúc động, tay phải khuấy động tụ hồn trong chậu đồng tiền, nói cô nương. Người mong muốn hối đoái nhiều ít hồn tệ. Nghe vậy, thiên nữ nhướng mày, nhìn một chút quỷ tiên sinh một cái tay khác cầm lấy nhiếp hồn bổng, nghĩ đến vừa mới cái kia thu lấy linh hồn hình ảnh đáng sợ, trong nội tâm nàng có chút bất an. Nghĩ hối đoái hồn tệ, cần dứt bỏ bộ phận linh hồn, phân chia ra đi linh hồn kỳ thật thì tương đương với một cái phân thân, có được cùng bản thể giống nhau như đúc tư duy. Thiên nữ cũng không muốn phân chia ra một cái chính mình không cách nào khống chế phân thân. Còn muốn chịu đủ nhiếp hồn khổ sở, nhưng không phân cách linh hồn, liền vô pháp đổi được hồn tệ. Nàng lập tức lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Suy nghĩ một hồi, thiên nữ tầm mắt ngưng tụ, hướng quỷ tiên sinh nói, ta trước suy nghĩ một chút, quỷ tiên sinh, ngươi trước giúp luân hồi chi chủ kiểm trắc, ta muốn nhìn một chút hắn linh hồn, lại nên đến cỡ nào chân quý. Quỷ tiên sinh kiến thiên nữ hình như có lo lắng, giống như không muốn chia cắt linh hồn, hắn cũng không bắt buộc. Mỉm cười nói, có khả năng, cô nương thận trọng điểm cũng tốt, ta đây trước cho luân hồi chi chủ kiểm trắc. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Thần, vẫy vẫy tay, luân hồi chi chủ, mời. Diệp Thần nhìn chằm chằm thiên nữ liếc mắt, trong lòng của hắn kỳ thật cũng rất tò mò, thiên nữ linh hồn giá trị 8.000 vạn, vậy hắn linh hồn, lại sẽ giá trị nhiều ít, tổng không thể so với thiên nữ kém a. Mang theo nghi vấn, Diệp Thần đi đến kiểm trắc trước tấm bia đá, toàn trường người tầm mắt. Lập tức tập trung ở trên người hắn. Diệp Thần hít sâu một hơi, xòe bàn tay ra, đặt vào trên tấm bia đá, chậm rãi phóng xuất ra hồn lực của mình, hồn lực xâm nhập kiểm trắc trong tấm bia đá, oanh một thoáng, kiểm trắc bia đá lập tức bộc phát ra một cỗ cường đại khí tràng, lại toát ra lóa mắt tới cực điểm kim quang,
chỉnh tấm bia đá phảng phất thành màu vàng kim, cỗ này hào quang, so với thiên nữ vừa mới khí tượng, còn muốn hung mãnh rất nhiều rất nhiều. Các ngươi xem, luân hồi chi chủ linh hồn trị số, 100 triệu. Không, không phải, còn tại tăng vụt. Trời ạ, ta không có hoa mắt ha. 300 triệu, 500 triệu, 1 tỷ. Này này này, điều đó không có khả năng. Mọi người vây xem phát ra không thể tưởng tượng nổi thanh âm, chỉ thấy cái kia trên tấm bia đá, hiện ra Diệp Thần linh hồn trị số, ban đầu trị số lại đạt đến kinh người 100 triệu, vô tận thần quang dâng lên, mà lại cái số này còn đang vặn vẹo biến hóa, không ngừng tăng lên. 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ. Trên tấm bia đá biểu hiện linh hồn trị số, đã khủng bố đến vượt qua người mức tưởng tượng, bia đá tựa hồ không chịu nổi Diệp Thần linh hồn lực lượng, răng rắc rung động, đúng là xuất hiện từng đầu vết nứt. Đến cuối cùng, Diệp Thần linh hồn trị số, lại nhảy lên tới 100 ức. Oanh! Toàn trường chấn động, triệt để sôi trào, tất cả mọi người trừng to mắt, hoàn toàn không thể tin được một màn trước mắt. Diệp Thần linh hồn trị số tổng cộng đến 100 ức, là tử Mỹ U Cơ chờ 3 vị thiên đế gấp trăm lần. Thiên nữ vừa mới 8.000 vạn linh hồn trị số, đã kinh chấn toàn trường, hiện tại Diệp Thần linh hồn trị số, trực tiếp bão táp đến 100 ức mức độ, này đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, tất cả mọi người theo bản năng cho rằng kiểm trắc bia đá sai lầm. Răng rắc, kiểm trắc trên tấm bia đá vết nứt, càng lúc càng lớn, 100 ức tựa hồ cũng không là Diệp Thần cực hạn, mà là tấm bia đá này cực hạn. Quỷ tiên sinh chấn động mà kinh hãi, run giọng nói, luân hồi chi chủ, ngươi. Linh hồn của ngươi, vậy mà giá trị 100 ức. Tử Mị U Cơ cũng là triệt để bối rối, coi như nắm toàn bộ quỷ giới hồn tệ thu tập, cũng không có 100 ức nhiều như vậy. Hồng Loan Quỷ Phi cười duyên một tiếng, nói tiểu sư đệ không hổ là luân hồi chi chủ, một mình ngươi linh hồn, giá trị liền vượt qua chúng ta toàn bộ quỷ giới. Diệp Thần thu về bàn tay, nhìn xem cái kia đã che kín vết rách bia đá, nội tâm cũng là thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hắn dự cảm thấy mình linh hồn, chỉ số sẽ rất cao, nhưng không nghĩ tới thế mà cao như vậy. 100 ức, đây là khái niệm gì, so thiên đế còn cường hãn hơn gấp trăm lần. Không thể tưởng tượng nổi. Luân hồi mộ địa bên trong, quỷ đạo tổ sư thấy Diệp Thần khảo thí chỉ số, cũng là hài lòng mà vui mừng mỉm cười nói, mộ chủ, linh hồn của ngươi quả nhiên là mạnh mẽ, đạo tâm của ngươi đã trèo lên đỉnh chí cao, ta nghĩ ta thôn hồn quỷ châu. Ngươi hẳn là có khả năng trưởng khống. Dùng Diệp Thần mạnh mẽ như thế, đạo tâm mạnh mẽ như thế, linh hồn, quỷ đạo tổ sư cảm thấy, hắn nhất định có thể chấp trưởng thôn hồn quỷ châu. Luân hồi chi chủ, ngươi lại muốn hối đoái nhiều ít hồn tệ. Quỷ tiên sinh thanh âm có chút lạnh cóng nói, Diệp Thần linh hồn trị số thực sự quá kinh khủng, trong tay hắn bên trên nắm giữ hồn tệ, căn bản là không có cách đồng giá. Toàn bộ quỷ giới hồn tệ cộng lại, cũng so ra kém Diệp Thần linh hồn chân quý. Hối đoái hồn tệ nha. Diệp Thần suy tư một hồi, cười hỏi, quỷ tiên sinh, ta nghe nói dùng linh hồn người khác, cũng có thể hối đoái hồn tệ. Chính hắn linh hồn, coi như giá trị chục tỷ, hắn cũng không muốn phân chia ra đi một điểm, không phải thương thân thương thần, mong muốn hồn tệ, chẳng thà dùng linh hồn người khác đi hối đoái. Quỷ tiên sinh nói, có khả năng, luân hồi chi chủ, người còn có cái khác hồn. Diệp Thần gật đầu nói có, không biết những linh hồn này, có thể đổi được nhiều ít hồn tệ. Diệp Thần đan điền linh khí vận chuyển, hai tay phóng xuất ra một cỗ hắc ám sát khí, dần dần hội tụ thành một quyển sách, đó chính là Thôn Hồn Tà Đạo Chương Tà Điển. Lúc trước tu luyện Thôn Hồn Tà Đạo Chương, Diệp Thần thôn phệ qua vô số linh hồn, những linh hồn này tại hắn trong đan điền, hình thành hồn cơ, hắn dự định bán ra bộ phận linh hồn, dạng này cũng sẽ đối thân thể tạo thành một điểm tổn thương. Nhưng cũng không thương tới nguyên khí, càng quan trọng hơn là không cần thương tổn tới mình bản thân linh hồn. Chỉ thấy Diệp Thần trong tay nuốt hồn tà điển, từng tờ một sách ào 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 rung động, phía trên trang sách, mỗi một chữ phù kỳ thật đều là một cái linh hồn. Thôn hồn tà đạo chương, hồn thiên đế căn cứ quỷ đạo tổ sư linh cảm, tạo ra siêu cấp thần thuật, ngươi. Ngươi lại nắm giữ lấy này pháp. Quỷ tiên sinh thấy Diệp Thần trong tay nuốt hồn tà điển, lập tức đồng tử co vào. Phát ra vô cùng thanh âm kinh ngạc. Thôn hồn tà đạo chương, là hồn thiên đế thần thông đạo pháp tác phẩm đỉnh cao, chí cao hắc ám tà điển. Thời đại viễn cổ, ban đầu tư tưởng nuốt hồn chi đạo người, cũng không là hồn thiên đế, mà là quỷ đạo tổ sư. Quỷ đạo tổ sư cùng khí thiên đế từng hợp lại,
chế tạo ra thôn hồn quỷ châu mục tiêu một trong là cầm đi đối phó hồn thiên đế, mong muốn thôn vệ hồn thiên đế linh hồn. Hồn thiên đế theo thôn hồn quỷ châu bên trong, dòm gặp được mạnh mẽ pháp tắc, chính mình coi đây là linh cảm, lại dung hợp đủ loại tâm huyết tư tưởng, đã sáng tạo ra thôn hồn tà đạo trương. Thôn hồn tà đạo trương cùng thôn hồn quỷ châu, đều có mạnh mẽ thôn phệ hiệu quả, có thể nuốt ăn linh hồn, cả hai khác biệt, ở chỗ thôn hồn quỷ châu càng thuần túy, liền là đem thôn phệ chi lực phát triển đến đỉnh phong, thậm chí đủ để thôn phệ ác mộng suối chi thủy. Mà hồn thiên đế thôn hồn tà đạo trương, càng thiên về chiến đấu sát lục biến hóa, có sụp đổ chi trương, hủ hóa chi trương, phong ấn chi trương, thiên chủ chi trương các loại ảo diệu. Bộ này hắc ám tà điển, không biết có thể hối đoái nhiều ít hồn tệ. Quỷ tiên sinh. Diệp thần cười hỏi, hắn chỗ gọi ra hắc ám tà điển, phía trên ẩn chứa linh hồn, hàng trăm triệu. Quỷ tiên sinh tỉnh táo lại, lại lắc lắc đầu nói, trong sách này linh hồn, thấp kém nhiều lắm, chất bẩn oán niệm quá nhiều, không đáng tiền, coi như ngàn vạn ức chung vào một chỗ, cũng so ra kém luân hồi chi chủ ngươi một đầu lông tơ. Ta chỉ có thể cho ngươi 100 vạn. Diệp thần tầm mắt ngưng tụ, cười nói, 100 vạn sao? Cũng đầy đủ, quỷ tiên sinh, chúng ta giao dịch là được. Một cái thiên nguyên cảnh võ giả linh hồn, bình thường mới giá trị 10 vạn, quỷ tiên sinh chịu cho Diệp thần 100 vạn hồn tệ, đã là một bút nho nhỏ khoản tiền lớn, đầy đủ tại quỷ tế trên thị trường mua được rất nhiều thứ. Ngay sau đó, Diệp thần liền cùng quỷ tiên sinh giao dịch, đem trong tay hắc ám tà điển cho hắn, đổi được 100 vạn hồn tệ. 100 vạn hồn tệ nơi tay, Diệp thần lập tức liền có chút lực lượng, cười nói với thiên nữ, ngươi nghĩ mua sắm U Minh Quỷ Ngọc tu luyện, ta giúp ngươi xuất tiền chính là, chỉ cần ngươi đừng quên ước định giữa chúng ta. Thiên nữ nghe được Diệp thần muốn cho Diệp thần xuất tiền, lập tức sững sờ, nhớ tới giữa hai người ước định, vậy cũng 10 điểm đơn giản, chính là nàng rèn đúc hoàn thành thần Chu Thiên Kiếm về sau, đem này kiếm cấp cho Diệp thần, để mà chảm phá tinh không đạo thư hắc ám. Có khả năng, thiên nữ chỉ muốn đòi tiền mua sắm U Minh Quỷ Ngọc, Diệp thần chịu giúp nàng ra, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, nàng liền đáp ứng. Sự tình liền xác định như vậy xuống tới, Diệp thần đem trong tay hồn tệ, phân cho thiên nữ một chút, sau đó hai người nhanh chân đi vào quỷ tế trong sân. Quỷ trụ thánh địa trên quảng trường cực lớn, biển người tuôn ra tuôn, có thật nhiều sạp hàng đang ở bày bán, tràng diện náo nhiệt sôi trào. Hồng Loan quỷ phi cười nói, tiểu sư đệ, tế tự tại ban đêm cử hành, người ban ngày trước tiên có thể dạo chơi. Nàng lại hướng Tử Mị U Cơ nói, U Cơ muội muội, các ngươi quỷ trụ thánh địa nội bộ, có một cái nội ứng, ta phải hàn huyên với ngươi trò chuyện. Nghe vậy, Tử Mị U Cơ sững sờ, nói, nội ứng? Là ai? Nàng có chút không tin, trong thánh địa hết thảy quỷ duệ, linh hồn đều phải tiếp nhận nàng giám thị, không có khả năng có nội ứng tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ thánh địa, duy nhất không chịu nàng khống chế, chỉ có thôn hồn quỷ châu bên trên 4 vị khí linh trưởng lão, cái kia tứ đại trưởng lão, luôn không khả năng là cái gì nội ứng a. Mượn một bước nói chuyện. Hồng Loan quỷ phi mỉm cười, mang đi đầy bụng nghi ngờ Tử Mị U Cơ. Diệp thần tâm nghĩ, nếu có thể lôi kéo Tử Mị U Cơ, cùng một chỗ đối phó Sử Hoàng, thế cục kia liền ổn. Tế tự nghi thức tại ban đêm cử hành. Diệp thần cùng thiên nữ liền tại quảng trường bên trên sạp hàng ở giữa du lãm lấy, thiên nữ đi mua sắm U Minh Quỷ Ngọc, Diệp thần thì tùy ý đi dạo, tìm kiếm nhìn một chút có hay không thứ thích hợp với mình. Bất quá, tại xem mấy cái sạp hàng sau Diệp thần cũng có chút thất vọng, dù sao lấy trước mắt hắn tầm mắt đồ vật bình thường đã không vào được pháp nhãn của hắn. Mộ chủ, chờ một chút. Đột nhiên, quỷ đạo tổ sư thanh âm, tại Diệp thần tâm bên trong vang lên. Làm sao vậy? Tiền bối. Diệp thần hỏi. Trước mặt người sạp hàng tựa hồ có chút đặc thù đồ vật. Quỷ đạo tổ sư nói ra. Đặc thù đồ vật. Diệp thần khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía trước mặt mình sạp hàng. Đây là cái hết sức bình thường quầy hàng. Tại bày bán lấy một chút hung thú tài liệu, xương cốt, da lông, răng các loại. Diệp thần ánh mắt nhạy cảm, tại quầy hàng rất nhiều vật phẩm bên trên quét mắt. Vòng, luân hồi chi chủ, có gì cần sao? Quầy hàng lão bản là cái mặt mũi hiền lành nam tử trung niên, nhìn thấy Diệp thần tại hắn quầy hàng bên trên dừng lại, lập tức có chút thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Diệp thần tầm mắt quét nhìn mà qua, dựa vào bén nhạy cảm ứng, hắn rất nhanh liền phân biệt ra được, quầy hàng bên trên có một hòn đá, hiện ra cổ quái xương cốt,
phía trên tựa hồ có một ít đã đứt gãy viễn cổ hoa văn, hắn mơ hồ bắt được một cỗ không tầm thường khí tức. Phát hiện sao? Quỷ đạo tổ sư hỏi. Diệp Thần tâm bên trong nói thầm, là khối kia xương cốt tảng đá. Cái kia cổ quái xương cốt tảng đá, thoạt nhìn liền như là một khỏa đá cuội, nhưng mặt ngoài cũng không bóng loáng, che kín như giống như mạng nhện cổ lão hoa văn, xuyên thấu qua này chút hoa văn cẩn thận hướng bên trong xem, tựa hồ còn có thể thấy chậm rãi nhúc nhích cốt tủy. Một màn này quá kỳ dị, khối này xương cốt tảng đá, bên trong lại có nhúc nhích cốt tủy, tựa như vật sống. Đúng vậy, tảng đá kia, chỉ sợ lai lịch không đơn giản a. Quỷ đạo tổ sư chậc chậc lưỡi nói ra, hai con người híp lại, tựa hồ tại hồi ức đồ vật gì. Tảng đá kia, đến cùng có lai lịch gì? Diệp Thần có chút chờ mong cùng nóng bỏng hỏi. Quỷ đạo tổ sư nói, người cũng đã biết Hùng Bá gia tộc. Diệp Thần nói, Hùng Bá gia tộc, đó không phải là Thiên Khư Thần Điện bên trong siêu phàm gia tộc sao? Thiên Khư Thần Điện nội bộ, chủ yếu có ba cái chi nhánh, một nhánh là Lớn Chu gia tộc, một nhánh là Hùng Bá gia tộc, còn có một nhánh là Đà Đế cổ thần tín đồ. Gần nhất Chu Võ Hoàng dung hợp thiên tội cổ kiếm, rực rỡ hào quang, Lớn Chu gia tộc nhất thời đầu ngọn gió vô lược, so sánh dưới, Hùng Bá gia tộc thì có vẻ hơi mỏng manh. Nhưng Hùng Bá gia tộc nội tình, tuyệt sẽ không đơn giản, gia tộc bọn họ truyền thừa chiến cuồng nguyên thể, tộc trưởng Hùng Phách Thiên từng cho Diệp Thần tạo thành vô cùng to lớn uy hiếp. Hiện tại nghe quỷ đạo tổ sư đề cập Hùng Bá gia tộc, Diệp Thần trong lòng có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ, Hùng Bá gia tộc còn có cái gì đặc thù địa phương bí ẩn? Quỷ đạo tổ sư nói, Hùng Bá gia tộc, lại gọi chiến cuồng gia tộc, bọn hắn có được chiến cuồng nguyên thể, là trời sinh cuồng chiến sĩ, tổ tiên là thời đại viễn cổ đại nhân vật, thậm chí là không thể nói cường giả, danh xưng đấu chiến thần. Diệp Thần tầm mắt hơi co lại, không thể nói cường giả. Lợi hại như vậy. Thời đại viễn cổ hệ thống tu luyện, cường độ muốn so hiện tại cao rất nhiều, khi đó thiên đạo pháp tắc vẫn là hoàn chỉnh, có thể thai nghén ra nghịch thiên cường giả, dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung những cường giả kia cảnh giới cường giả, cho nên gọi không thể nói chi cảnh. Có thể bước vào không thể nói chi cảnh người, tại thời đại viễn cổ là đỉnh cao kim tự tháp đại nhân vật, xưng tôn xưng bá. Hùng Bá gia tộc tổ tiên, danh xưng đấu chiến thần, liền là không thể nói cường giả. Quỷ đạo tổ sư con ngươi mang theo một vệt hồi ức, nói, đấu chiến thần thực lực, so với ta cường đại hơn nhiều, chúng ta lục đạo cổ thần bên trong, chỉ có thiên đấu sát thần, có thể miễn cưỡng thắng qua đấu chiến thần một bậc. Nghe đến đó, Diệp Thần càng là kinh hãi, nói cái này đấu chiến thần, thực lực vậy mà có thể đấu với trời sát thần so sánh. Thiên đấu sát thần, có thể là sáng tạo những gia thiên đấu đại đồ kiếm cường giả, cũng là lục đạo cổ thần bên trong nhân vật cường hãn nhất. Nếu như quỷ đạo tổ sư cùng thiên đấu sát thần tỉ thí, chỉ sợ không ra trăm chiêu liền muốn thua. Thiên đấu sát thần mạnh mẽ, là không thể nói mạnh mẽ, có tư cách chống lại đỉnh phong nhất thời điểm nguyên thiên đế cùng hồn thiên đế. Vị kia đấu chiến thần, lại có thể cùng thiên đấu sát thần so sánh, chỉ so với thiên đấu sát thần hơi kém một bậc, hắn thực lực khủng bố, có thể nghĩ. Quỷ đạo tổ sư nói, thời đại viễn cổ có song đấu truyền thuyết liền là hai vị không thể nói tuyệt đỉnh thiên kiêu. Một vị là thiên đấu sát thần, một vị khác liền là đấu chiến thần, bọn hắn tịnh xưng song đấu, đấu thiên chiến địa, giết phá chư thiên thần ma, lợi hại đến vô pháp vô thiên mức độ. Đấu chiến thần có một đầu chiến thần bao tay đó là hắn kinh thiên sức chiến đấu nơi phát ra, ta gặp qua cái kia chiến thần bao tay, thanh đồng cùng hoàng kim hỗn hợp chế tạo, phía trên khảm nạm lấy 6 viên bảo thạch, 5 ngón tay các một khỏa, mu bàn tay chỗ còn có một khỏa. Cái kia 6 viên bảo thạch. Tinh chi thạch, nguyệt thạch, ngày chi thạch, tâm chi thạch, huyết chi thạch, xương chi thạch, mỗi một viên đều có nghịch thiên thần uy, nếu như ta không nhìn lầm, trước mặt ngươi quầy hàng, cái kia viên xương cốt tảng đá, liền là chiến thần bao tay bên trong xương chi thạch. Nếu như có thể chấp trưởng xương chi thạch nhân thể xương cốt, liền sẽ trở nên nghịch thiên cứng rắn mạnh mẽ, xương cốt liền là cứng rắn nhất binh khí. Quỷ đạo tổ sư điểm phá chân tướng, cái kia viên xương cốt tảng đá. Bên trong ngọ nguậy cốt tủy cổ quái tồn tại, đúng là đã từng đấu chiến thần bao tay, phía trên khảm nạm qua 6 viên nghịch thiên bảo thạch một trong. Đấu chiến thần bao tay, xương chi thạch. Một loạt khái niệm, trực tiếp nắm Diệp Thần nện bối rối, hắn không nghĩ tới trước mắt khối này thoạt nhìn có chút cổ quái, cũng không tính quá thu hút tảng đá, thế mà sẽ có lớn như vậy lai lịch. Quỷ đạo tổ sư, ngươi không nhìn lầm a?
Diệp Thần hỏi. Quỷ đạo tổ sư trầm giọng nói, không có sai, xương chi thạch khí tức quá đặc thù, ta sẽ không nhìn lầm. Bất quá đáng tiếc là, này xương chi thạch tựa hồ có không ít vỡ tan dấu vết, xem ra là khuyết tổn, nhưng bất kể như thế nào, này chung quy là thời đại viễn cổ bảo bối nghịch thiên, người mua xuống trước đến, đối ngươi có chỗ tốt cực lớn. Diệp Thần nói, tốt. Hắn liền bất động thanh sắc hướng quầy hàng ông chủ cười nói, ông chủ, ta muốn mua một chút hung thú tài liệu. Diệp Thần cũng không có nói thẳng muốn mua xương chi thạch, không phải mục tiêu quá rõ ràng, rất dễ dàng tiết lộ thiên cơ. Được rồi, luân hồi chi chủ, người muốn cái gì tài liệu, xin cứ việc chọn, ta cho ngươi cái chiết khấu. Ông chủ hào phóng nói ra. Diệp Thần ừ một tiếng, liền chọn lựa một chút hung thú tài liệu, không để lại dấu vết đem cái kia xương chi thạch cũng bao quát đi vào. Ông chủ đột nhiên nói, luân hồi chi chủ, chờ một chút. Diệp Thần tâm bên trong một lộp bộp, không để lại dấu vết cười nói, làm sao vậy? Lão bản nói, cái kia viên giống xương cốt một dạng tảng đá, có chút cổ quái cùng không rõ khí tức, ta ngẫu nhiên tại dã ngoại nhặt được, lúc ấy tảng đá chung quanh quỷ vật, toàn bộ bị dị hóa vặn vẹo thành cốt ma, rất là khủng bố. Luân hồi chi chủ, người có thể đến cẩn thận một chút, nếu như muốn dùng cái kia viên xương hóa thạch, rèn đúc luyện khí cái gì, chỉ cần trước tịnh hóa phía trên không rõ, ai, ta tìm người tịnh hóa qua, đáng tiếc không thể thành công, cho nên lấy ra bán. Nghe ông chủ nhắc nhở, Diệp Thần ấm áp nên cười một tiếng nói tốt, ta biết, đa tạ nhắc nhở, muốn bao nhiêu tiền. Ông chủ cười nói, cho ta 1000 hồn tệ là được. Diệp Thần gật gật đầu, trong tay hắn bên trên có hơn 100 vạn hồn tệ khoản tiền lớn, 1000 hồn tệ tự nhiên không thành vấn đề, hắn rất thẳng thắn một tay giao tiền, một tay cầm hàng, sau đó quay người rời đi quầy hàng. Rời đi quầy hàng về sau, Diệp Thần không kịp chờ đợi. Đem cái kia xương chi thạch giao cho quỷ đạo tổ sư trong tay, hỏi tiền bối, ngươi xem một chút, đây có phải hay không là liền là chiến thần bao tay bên trong xương chi thạch. Quỷ đạo tổ sư tiếp nhận xương chi thạch, cẩn thận chu đáo một hồi, gật đầu nói, đúng vậy, liền là xương chi thạch không sai. Viên này xương chi thạch, lây dính một chút oán niệm không rõ khí tức, là đấu chiến thần trước khi chết lưu lại một luồng oán niệm, bất quá tại tuế nguyệt mài mòn dưới. Này oán niệm đã chẳng mạnh mẽ lắm, người dùng chút thủ đoạn có khả năng tịnh hóa đi. Chờ tịnh hóa đi oán niệm về sau, mộ chủ, người có khả năng nếm thử luyện hóa xương chi thạch, đoán chừng tu vi lại có thể tiến bộ. Diệp Thần trở nên kích động, nói tốt. Hắn lại có chút nghi vấn hỏi, là, năm đó đấu chiến thần, hắn là chết như thế nào? Quỷ đạo tổ sư ngẩn ngơ, thần sắc có chút hốt hoảng, nói, hắn nha, ta không biết. Hắn nguyên nhân cái chết hết sức thần bí, tựa hồ chỉ có thiên đấu sát thần biết. Tại đấu chiến thần sau khi chết, thiên đấu sát thần tinh thần sa sút thích rượu rất lâu, một mực nói cái gì nghịch thiên vô đạo, thiên không thể nghịch, ta mọc râu du loại hình kỳ quái lời nói, hắn thậm chí cực lực bảo hộ đấu chiến thần hậu đại. Nếu như không có thiên đấu sát thần bảo vệ lời, đấu chiến thần hậu đại, sớm đã bị người giết sạch, cũng sẽ không có hôm nay hùng bá gia tộc. Diệp Thần cũng là có chút hốt hoảng. Xem ra tại thời đại viễn cổ, có rất rất nhiều bí ẩn. Bây giờ chiến thần bao tay ở đâu? Mặt trên còn có nhiều ít viên bảo thạch. Diệp Thần lại có chút hiếu kỳ hỏi. Quỷ đạo tổ sư trầm ngâm nói, năm đó đấu chiến thần thần bí ngã xuống về sau, hắn chiến thần bao tay cũng thất lạc, người nào cũng không biết rơi xuống phương nào, nhưng bây giờ khẳng định không tại hùng bá gia tộc trong tay. Bởi vì bọn hắn nếu là có chiến thần bao tay nơi tay, đoán chừng có thể sống sinh sinh bóp nát Chu Mục Thần, cũng không cần chịu lớn Chu gia tộc áp chế. Chiến thần bao tay, là lực lượng đỉnh phong nhất biểu tượng, đấu chiến thần từng ưng thuận hào ngôn, hắn từng nói muốn một tay bóp nát thiên đạo, bá khí cực kỳ. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là chết rồi, chiến thần bao tay bên trên 6 viên bảo thạch, đoán chừng cũng toàn bộ thất lạc, người bây giờ có thể được đến một khỏa xương chi thạch, có thể nói là thiên đại vận khí. Diệp Thần im lặng. Trong lòng suy nghĩ muôn vàn, quỷ đạo tổ sư đem chiến thần bao tay nói đến lợi hại như vậy, cũng đưa tới hắn nồng đậm hứng thú. Đáng tiếc chiến thần bao tay thiên cơ, quá mức cổ lão phiếu miểu, hiện tại mặc kệ là Diệp Thần còn là quỷ đạo tổ sư, đều không thể suy tính đến chiến thần bao tay hạ lạc. Lắc đầu, Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, hôm nay có thể cầm tới một khỏa xương chi thạch hắn đã có chút hài lòng. Ngay sau đó, Diệp Thần ngay tại từng cái quầy hàng bên trong đi dạo lấy. Nhìn một chút có thể hay không lại nhặt cái lỗ hổng, đáng tiếc không có vận khí tốt như vậy.
Đến cuối cùng, hắn tốn hao một số lớn hồn tệ, thu mua đại lượng tài nguyên những tư nguyên này, chính hắn không cần, nhưng cũng dùng giao cho tinh không đạo thư khí linh ngôi sao nhỏ, để cho nàng đi lấy đi lấp xung luân hồi sách khái niệm, sớm ngày đem luân hồi sách chế tạo ra tới. Trong bất chi bất giác sắc trời sắp tối rồi, thiên nữ đi dạo một ngày, cũng là mua đến đầy đủ u minh quỷ ngọc, nàng cười hướng Diệp Thần nói. Diệp Thần, đa tạ chờ ta luyện thành quỷ đế thiên lôi thể, thuận lợi rèn đúc ra thần chu thiên kiếm, ta có khả năng trực tiếp thanh kiếm cho ngươi mượn, không nữa thu lấy bất luận cái gì thù lao. Diệp Thần từ chối cho ý kiến cười cười, nói ta đây thật đúng là quá cảm ơn ngươi. Màn đêm buông xuống, quảng trường bên trên an tĩnh lại, người người đều biết, tế tự nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu. Chỉ thấy Tử Mị U Cơ cùng Hồng Loan Quỷ Phi xuất hiện, Tử Mị U Cơ ngắn gọn nói ra. Chư vị, hôm nay là đại quỷ tế, chỉ cần thành tâm cung phụng quỷ đạo tổ sư, quỷ đạo tổ sư tương lai khôi phục, sẽ ban cho các ngươi chúc phúc. Nàng tiếng nói vừa ra, liền nhìn quỷ tiên sinh liếc mắt, quỷ tiên sinh gật gật đầu, đi lên phía trước, cùng nàng cùng nhau hai tay kết ấn, đánh xuất ra đạo đạo linh quyết, bóp méo chân thực cùng huyễn tưởng ở giữa pháp tắc. Ong ong ong, lập tức, dấu ở không gian chỗ sâu huyễn tưởng thế giới, liền hiển lộ ra. Diệp Thần đồng tử co rụt lại, cực kỳ chấn động, hắn đầu tiên thấy được một tòa thật to thông thiên pho tượng, đó chính là quỷ đạo tổ sư pho tượng, so với hắn tại loạn hồn quỷ hải bên trong thấy, còn muốn to lớn hùng vĩ rất nhiều, nguy nga bá khí. Tại pho tượng bốn phía, từng bức họa nhấp nhô, sương mù lượn lờ, đều là quỷ đạo tổ sư năm đó sát phạt trải qua. Quỷ đạo tổ sư đỉnh phong thời điểm, từng chấp trưởng 8.000 vạn quỷ giới đại quân, từng một lần quét ngang thời không. Là thời đại viễn cổ chứ danh cường giả, mặc dù so ra kém thiên đấu sát thần, đấu chiến thần này loại đỉnh cấp tuyệt thế thiên kiêu, nhưng cũng là cát cứ một phương hùng hào kiêu kiệt. Đừng nhìn quỷ đạo tổ sư, tại Diệp Thần trước mặt mặt mũi hiền lành, khách khí, hắn đỉnh phong thời điểm mang theo thanh đồng quỷ diệt, huy sái anh hào, có thể là bá khí uy vũ cực kỳ. Quỷ đạo tổ sư thấy chính mình pho tượng, lại thấy pho tượng bốn phía vần quanh sương mù hình ảnh, lộ ra một nụ cười khổ, nói, lão. Lão, bây giờ ta, lại là không còn năm đó chi dũng. Tại bị sử thần đánh giết về sau, quỷ đạo tổ sư tâm khí, đã đại đại mài mòn, hiện tại hắn là đem hy vọng cùng tâm huyết, đều ký thác vào Diệp Thần trên thân. Chỉ thấy tại quỷ đạo tổ sư pho tượng bên trên, còn mang theo đủ loại pháp bảo, đó là hắn năm đó tự tay luyện chế pháp bảo. Năm đó quỷ đạo tổ sư, từng chế tạo quỷ đạo thiên bảo, liền là 1.000 kiện cường hãn quỷ đạo pháp bảo. Cho tới bây giờ tuế nguyệt tăng thương, đã không có nhiều ít lưu lại, chỗ lưu lại, không có chỗ nào mà không phải là kỳ chân. Này quỷ đạo thiên bảo bên trong, mạnh nhất có 3 kiện, phân biệt là thôn hồn quỷ châu, ma đồng quỷ kính, quỷ hóa thiên thư. Này 3 món pháp bảo, danh xưng quỷ đạo 3 đại chí bảo, Diệp Thần trước kia tại gió lốc tinh vực thời điểm, từng gặp hình chiếu. Hiện tại, hắn là trực tiếp gặp được này 3 kiện chí bảo chân thân. Ma đồng quỷ kính treo ở quỷ đạo tổ sư pho tượng trên cổ, hắn hai tay thì bưng lấy quỷ hóa thiên thư. Nhưng này hai kiện quỷ đạo chí bảo, đều xa xa vô pháp cùng mạnh nhất chí bảo thôn hồn quỷ châu so sánh. Thôn hồn quỷ châu, 10 điểm to lớn, trôi nổi tại quỷ đạo tổ sư pho tượng trên đỉnh đầu. Cái kia viên thôn hồn quỷ châu, so với nóng bỏng thái dương hằng tinh còn muốn to lớn, nguy nga bàng bạc khủng bố, quỷ giới bầu trời vô pháp dung nạp. Cần mặt khác xây dựng huyễn tưởng không gian, dung nạp viên này to lớn khủng bố hắc ám hạt châu. Thôn hồn quỷ châu ở chân trời hiển hiện, quỷ khí nổ tung, rung động ầm ầm, to lớn đáng sợ khí tràng, lập tức bao phủ toàn bộ quỷ trụ thánh địa, khiến cho đến mỗi người đều thấy nghẹt thở. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía thôn hồn quỷ châu, tầm mắt cũng là một hồi kịch liệt co vào. Đó là một khỏa như thế nào hạt châu? Đen kịt, khủng bố. Điều đầy thi sơn huyết hải cùng muôn vàn ác quỷ đồ đằng, tựa như có vô cùng vô tận hung thần sát khí lan tràn ra. Diệp Thần nhìn xem cái khỏa hạt châu này, bên tai phảng phất nghe được vô số ác quỷ gào thét, trước mắt hiện ra bạch cốt thi hài, trùng thiên huyết hải dị tượng, cả người tinh thần phảng phất bị nghiền nát, linh hồn bị xé nứt, truyền ra đau nhức, giống như tiếp theo sát liền bị thôn vệ hết. Dùng Diệp Thần đạo tâm cường hãn, nhìn chăm chú viên này thôn hồn quỷ châu thời điểm. Cũng cảm nhận được kinh thiên chấn động, trái tim phanh phanh ra tốc nhảy lên. Quỷ đạo tổ sư, cái này là ngươi chế tạo thôn hồn quỷ châu, không khỏi thật là đáng sợ một chút. So trong truyền thuyết ma đạo chí bảo, thiên ma tinh hải còn kinh khủng hơn đi.
Diệp Thần vô cùng chấn động nói, hắn ánh mắt nhìn về phía bốn phía, đã thấy quảng trường bên trên người, tựa hồ rất có kinh nghiệm, đều không đi xem thôn hồn quỷ châu, tầm mắt chỉ thấy quỷ đạo tổ sư pho tượng. Tình cờ có người không cẩn thận thấy thôn hồn quỷ châu, liền giống như xúc phạm cái gì đáng sợ cấm kỵ, lập tức phát ra bén nhọn kêu thảm, hai tay vẽ mất mặt bàng, ngã xuống đất co quắp. Thôn hồn quỷ châu đáng sợ đến người bình thường nhìn thẳng liếc mắt, liền muốn lâm vào lớn ác mộng, đại khủng bố, lớn trong thống khổ đạo tâm tinh thần muốn trực tiếp sụp đổ. Cho nên, những người ở chỗ này, đều mang ánh mắt kính sợ, trừ một chút cường giả đỉnh cao bên ngoài, căn bản không người dám nhìn thẳng thôn hồn quỷ châu. Quỷ đạo tổ sư nhìn lên bầu trời như mặt trời to lớn hạt châu, vô tận quỷ khí phát ra, che khuất bầu trời, làm cho tối tăm bầu trời đêm trở nên càng thêm hắc ám, phảng phất có muôn vàn ác quỷ tại tầng mây bên trong gào thét lên, hắn cười khổ một tiếng, nói. Viên này thôn hồn quỷ châu, không phải ta một mình chế tạo, mà là liên thủ với khí thiên đế. Thôn hồn quỷ châu kết cấu bên trong pháp tắc, 10 điểm xảo diệu, có thể thôn phệ vạn vật, dựa vào không ngừng thôn phệ, cái khỏa hạt châu này có khả năng không ngừng tiến hóa, không ngừng mạnh lên. Cho tới hôm nay, thôn hồn quỷ châu thôn phệ đại lượng tài nguyên cùng tín ngưỡng tinh hoa, đã tiến hóa bành trướng đến cực kỳ mức đáng sợ, thậm chí ngay cả ta đều khó có khả năng lại nắm trong tay, trừ phi ta thân thể khôi phục. Bất quá cùng thiên ma tinh hải so sánh, vẫn là kém một chút nội tình, chủ yếu là khí vận nội tình so ra kém, ngươi nếu là chấp trưởng thiên ma tinh hải, có thể thu hoạch được đại khí vận gia thân, nhưng luyện hóa ta thôn hồn quỷ châu, liền chỉ là đơn thuần tăng lên sức chiến đấu, đối khí vận cũng không tăng thêm. Hệ thống cặp tu luyện là có cực hạn, lấy trước mắt thiên đạo pháp tắc, cửu phẩm thiên đế liền là cực hạn, lại đột phá cực hạn liền là siêu phẩm thiên đế, nhưng không có khả năng lại siêu việt siêu phẩm thiên đế, đến mức thời đại viễn cổ loại kia không thể nói cường giả. Hôm nay là không thể nào lại đản sinh ra, bởi vì thiên đạo quy tắc không cho phép, đã chống đỡ không nổi này loại cấp bậc cường giả sinh ra. Nếu hệ thống tu luyện có cực hạn, nhưng một người sức chiến đấu, cũng là có cực hạn, đến cực hạn, hai phe địch ta đều tương đương với mãn cấp, cái kia quyết định chiến đấu thắng bại, liền muốn xem mọi người trạng thái cùng một tia vận khí. Cho nên, có thể tăng lên khí vận pháp bảo, tại không không lúc nào không là phi thường chân quý tồn tại. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thiên tội cổ kiếm, viêm hoàng đế ấn, thiên đế kim luân, thiên ma tinh hải này bốn đại chí cao thần khí, đều có thể tăng lên đại khí vận, nhưng thôn hồn quỷ châu làm không được, đây là thôn hồn quỷ châu cùng chí cao thần khí chênh lệch. Nhưng bất kể như thế nào, thôn hồn quỷ châu có thể rõ ràng mạnh mẽ đáng sợ, nếu như có thể luyện hóa chấp trưởng, đối trước mắt Diệp Thần tới nói, tăng lên là vô cùng to lớn. Dù sao hiện tại hắn lời xa xa còn chưa tới mãn cấp mức độ, so với khí vận tăng thêm, tăng phúc thực lực quan trọng hơn. Diệp Thần con mắt hơi híp lại, nhìn lên bầu trời bên trong to lớn vô cùng thôn hồn quỷ châu, hắn phát hiện tại thôn hồn quỷ châu chung quanh, tồn tại một cái gần như trong suốt lồng giam, nếu không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy. Cái kia lồng giam vuông vức, thật giống như một cái trong suốt ma cái hộp vuông, đem trọn viên thôn hồn quỷ châu bao vây lại. Cũng khóa lại thôn hồn quỷ châu khí tức, tránh cho tiết ra ngoài tạo thành tai họa. Cái kia lồng giam, chính là Tử Mỹ U Cơ, Hồng Loan Quỷ Phi, Viêm Hoàng Đại Si ba người hợp lại chế tạo thời không thần lồng. Đương nhiên cái thời không này thần lồng, khẳng định không phải bọn hắn lăng không tạo ra, bởi vì Diệp Thần theo thời không thần lồng phía trên, phát hiện một chút thời đại viễn cổ không gian pháp tắc dấu vết, vô cùng thâm ảo kỳ diệu. Hắn mơ hồ nhìn thấy đi qua, cái thời không này thần lồng. Ban đầu là thời đại viễn cổ lưu lại di vật, đã tổn hại, Tử Mỹ U Cơ chờ ba vị thiên đế, dùng tổn hại di vật làm nguyên mẫu, cải tạo sau liền thành cái này lồng giam, dùng tới phong tỏa ngăn cản thôn hồn quỷ châu. Một bên thiên nữ, cũng là dùng vô cùng nóng rực tầm mắt, đang nhìn cái kia thôn hồn quỷ châu, nàng đạo tâm cũng nhận to lớn trùng kích, gương mặt hơi tái nhợt, nhưng cũng không có rời tầm mắt. Diệp Thần thấy dáng dấp của nàng, trong lòng lập tức run lên. Chẳng lẽ thiên nữ cũng muốn thôn hồn quỷ châu? Giờ phút này, thôn hồn quỷ châu hiển hiện, năng lượng rộng rãi bàng bạc, che trời che không, rung động ầm ầm, hình ảnh vô cùng hùng vĩ. Không cần lâu nay, liền thấy có ba đạo mạnh mẽ thân ảnh, theo thôn hồn quỷ châu bên trong bắn ra, cao cứ hắc ám thương khung, ánh mắt mang theo kiêu căng lạnh ý, quan sát phía dưới. Ba người này, chính là thôn hồn quỷ châu ba cái khí linh trưởng lão. Chu Tinh, Diệt Nguyệt, Đạo Nhật,
Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, thôn hồn Quỷ Châu trọn vẹn đã đản sinh ra 4 cái khí linh, ngoại trừ quỷ tiên sinh thường ngày tại quỷ giới chuyển động bên ngoài, còn lại 3 vị khí linh trưởng lão, kê cao gối mà ngủ cửu trọng thiên, ẩn cư tại thôn hồn Quỷ Châu bên trong, cũng không xuất thế. 3 vị trưởng lão xuất hiện, mạnh mẽ khí chàng bao phủ toàn trường, làm cho không ít người nghẹt thở. Ngồi trên mặt đất quỷ tiên sinh, thấy 3 vị trưởng lão xuất hiện, thản nhiên nói, Chu Tinh, Diệt Nguyệt, Đạo Nhật, các ngươi ra tới, vậy thì bắt đầu nghi thức đi. 3 vị trưởng lão gật gật đầu, Chu Tinh trưởng lão bay trước mấy hứa, ánh mắt nhìn toàn trường quỷ giới người, nói. Dựa theo quy củ, tại nghi thức bắt đầu trước, các ngươi có khả năng nếm thử chấp trưởng thôn hồn Quỷ Châu, nếu có ai có thể trưởng khống thôn hồn Quỷ Châu, chúng ta 4 huynh đệ, đều sẽ quy thuận với hắn. Tiếng nói vừa ra, toàn trường người lại là yên lặng, không người dám ứng tiếng. Thôn hồn Quỷ Châu một mực không ai trưởng khống, cho nên Quỷ Tiên Sinh, Chu Tinh, Diệt Nguyệt, Đạo Nhật chờ trưởng lão, đều hy vọng có thể tìm tới một cái chấp trưởng giả, hàng năm đều sẽ theo thường lệ hỏi thăm, nhưng cũng tiếc không thể toại nguyện. Coi như là Tử Mị U Cơ chờ 3 vị thiên đế, bọn hắn đều không có cách nào trưởng khống thôn hồn Quỷ Châu, thậm chí tới gần tiếp xúc liền sẽ lâm vào trong cơn ác mộng, dẫn đến ra tất sinh sợ hãi tâm ma. Liền 3 vị thiên đế đều không được, chớ nói chi là người bình thường. Tại đi qua thời gian bên trong, cũng có chút cố chấp người, cho là mình có thể bỏ qua cảnh giới chênh lệch, trở thành thôn hồn Quỷ Châu người hữu duyên, nhưng đều không ngoại lệ, cho nên nếm thử trưởng khống thôn hồn Quỷ Châu người, đều bị cái kia rộng rãi bàng bạc, hắc ám kinh khủng quỷ khí, mạnh mẽ trùng kích mà chết. Chu Tinh trưởng lão chờ trong chốc lát, thấy không có người đáp lại, cùng Diệt Nguyệt, Đạo Nhật 2 vị trưởng lão nhìn nhau, đều lắc đầu, hắn liền chuẩn bị nhảy qua một bước này, trực tiếp cử hành tế tự quỷ đạo tổ sư nghi thức. Nếu không ai cố ý nguyện chấp trưởng thôn hồn Quỷ Châu. Chấm. Chờ một chút. Đột nhiên, một đạo thanh lãnh thanh âm, cắt ngang Chu Tinh trưởng lão nói chuyện. Chỉ thấy mở miệng người, đúng là thiên nữ. Thiên nữ tiến lên trước một bước, đôi mắt đẹp chớp động lên ánh mắt kiên định, nói ta muốn thử xem. Diệp Thần thấy thiên nữ đứng ra lập tức lấy làm kinh hãi, hắn ban đầu nghĩ yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn một chút có người hay không nếm thử đi trưởng khống thôn hồn Quỷ Châu, hắn mới tiến hành bước kế tiếp cử động, nhưng không nghĩ tới thiên nữ lại trực tiếp đứng ra. Ngươi, một cái thiên nguyên cảnh tiểu cô nương, ngươi cũng muốn chấp trưởng thôn hồn Quỷ Châu. Ta khuyên ngươi đừng tìm chết. Chu Tinh trưởng lão đánh giá thiên nữ, tại nhìn thấy thiên nữ tu vi về sau, lập tức phát ra khinh thường thanh âm lạnh lùng. Thiên nữ dứt khoát nói, sinh tử do trời định, ta không quan tâm, ta nghĩ thử một lần. Quỷ tiên sinh nói, Chu Tinh, có thể chớ coi thường vị cô nương này, linh hồn của nàng thuần túy cực kỳ, ngươi đoán giá trị nhiều ít. Hắc hắc, nói ra sợ hù dọa ngươi. Chu Tinh trưởng lão ngẩn ngơ, bấm ngón tay tính toán, sau đó đồng tử co vào, cả kinh nói, ngươi không quan trọng thiên nguyên cảnh, linh hồn ra giá trị 8.000 vạn. Điều đó không có khả năng. Thiên nữ cười nói, ta tính là gì, luân hồi chi chủ linh hồn, trả giá trị 100 ức đây. Chu Tinh trưởng lão tầm mắt lại nhìn phía Diệp Thần cười nói, nếu nàng nghĩ chấp trưởng thôn hồn Quỷ Châu vậy liền để cho nàng thử trước một chút. Hắn cũng muốn nhìn một chút thiên nữ có thủ đoạn gì, có thể trưởng khống thôn hồn Quỷ Châu, nàng không có lý do sẽ vô ích chịu chết, khẳng định là có bài tẩy gì. Chu Tinh trưởng lão sầm mặt lại, nói, được a, tiểu cô nương. Ngươi cứ việc ra tay nếm thử là được. Hắn móc ra một cái chìa khóa, đem trói buộc thôn hồn Quỷ Châu thời không thần lồng mở ra. Xoạt! Thời không thần lồng vừa mở ra, bàng bạc quỷ khí liền giống như thủy triều dâng trào mà ra, bất quá bị Chu Tinh, Diệt Nguyệt, Đạo Nhật chờ trưởng lão bố trí trận pháp khống chế lại, không có khuếch tán ra. Toàn trường người hoảng sợ chớ hình, lòng người bàng hoàng, tầm mắt dồn dập hội tụ tại thiên nữ trên thân. Bọn hắn liền nhìn thẳng thôn hồn Quỷ Châu đều không dám, bọn hắn hết sức muốn biết, thiên nữ không quan trọng thiên nguyên cảnh, lại làm sao có thể trưởng khống thôn hồn Quỷ Châu, dù sao đó là ngay cả tam đại thiên đế đều không dám tiếp xúc nhân vật đáng sợ. Thiên nữ hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn bầu trời phương xa, ánh mắt thành kính mà kiên định, kêu lớn, thần Chu Thiên Kiếm, đáp lại ta đi. Nàng phát ra mãnh liệt triệu hoán, tựa hồ tại kêu gọi đồ vật gì. Tại thiên nữ tiếng gọi phát ra không lâu sau, một hồi oanh long long nổ vang rung trời, từ phương xa truyền tới, tại vô số người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một chiếc to lớn phương chu,
theo bầu trời phương xa phá giết mà ra, oanh long long hướng về quỷ tế quảng trường phương hướng bay tới, xa xa cùng thiên nữ cộng minh lấy. Cái kia chiếc to lớn phương chu, tạo hình vô cùng kỳ lạ, cùng hắn nói là một chiếc thuyền, chẳng thà nói càng giống một thanh cự kiếm, biên giới như lưỡi kiếm phong duệ, đầu thuyền cũng là mũi kiếm nhuệ khí, xỏ xuyên qua hư không, mang theo phá giết một cắt sắc bén khí thế bắn mạnh tới. Cái đó là, chấm, xuất, thần chu thiên kiếm, ngươi lúc nào thì chế tạo ra thần chu thiên kiếm. Diệp thần thấy cái kia chiếc to lớn hình kiếm phương chu, lập tức rất đỗi chấn động, hắn liếc mắt liền dòm phá thiên cơ, biết đó là trong truyền thuyết thần chu thiên kiếm. Chẳng lẽ nói, thiên nữ đã đem thần chu thiên kiếm chế tạo ra tới. Thiên nữ tay nắm kiếm quyết, xa xa khống chế phương chu, khóe miệng mang theo một vệt mỉm cười nói, không có, chẳng qua là chế tạo ra một cái kiếm phôi, còn trong hỏa lò ôn dưỡng, còn không có ra lò đây. Bất quá, dù vậy, cái kia kiếm phôi cũng có được cực kỳ cường hãn năng lượng, ta có khả năng điều động một vệt kiếm ảnh. Thần chu thiên kiếm chuyên khắc hắc ám, một vệt kiếm ảnh, đoán chừng cũng đủ để áp chế thôn hồn quỷ châu quỷ khí. Nói xong, thiên nữ phi thân bay đến trên bầu trời, nhìn cái kia cấp tốc gào thét mà đến hình kiếm phương chu. Nguyên lai này phương chu, lại là thần chu thiên kiếm một vệt kiếm ảnh. Thần chu thiên kiếm, là tinh không phía trên vĩ đại tư tưởng. Lúc trước tinh không sụp đổ thời điểm, tinh không vạn tộc đều chỉ nghĩ tạo phương chu đào mệnh, nhưng có một chủng tộc, bọn hắn có giết phá hắc ám đại quyết tâm, cho nên chế tạo ra một chiếc hình kiếm phương chu, muốn chém phá hắc ám, trong vắt tinh không, giúp đỡ trật tự, khôi phục pháp tắc. Kia hình kiếm phương chu, liền là thần chu thiên kiếm, sau lưng là thao thiên đại quyết tâm, đại quyết đoán, đại dũng khí, là một chủng tộc chống lại hắc ám sa đọa sử thi bài hát ca tụng, mặc dù cuối cùng thất bại. Nhưng cỗ này dũng khí chỗ biểu lộ ra ra uy mãnh khí thế, so nhật nguyệt còn muốn lấp lánh. Chân chính có thể chảm phá tinh không hắc ám thần chu thiên kiếm, thiên nữ dĩ nhiên đúc chế, coi như là kiếm tử tiên trần trong giấc mộng khao khát siêu phẩm thiên kiếm, nàng cũng không có đầy đủ tài nguyên cùng thực lực đi chế tạo. Nhưng một thanh chim non kiếm, nàng vẫn có năng lực rèn tạo nên. Diệp thần ban đầu coi là, chim non kiếm trạng thái thần chu thiên kiếm, sẽ không lợi hại đi nơi nào. Nhưng nào nghĩ tới, cho dù là chim non kiếm, thậm chí còn không có ra lò, chẳng qua là chim non kiếm kiếm phôi hình dáng, kiếm phôi một vệt kiếm ảnh, uy thế liền mênh mông như vậy bá đạo, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thần chu thiên kiếm kiếm ảnh, phá vỡ trời cao, thao thiên thần quang, chiếu rọi toàn bộ quỷ giới, cho nên hắc ám phảng phất đều muốn tán đi. Quỷ giới các nơi, vô số dị quỷ phát ra thống khổ tiếng kêu rên, chúng nó trên người hắc ám năng lượng. Hoàn toàn ngăn không được thần chu thiên kiếm phong mang. Thần chu thiên kiếm, là chuyên môn khắc chế hắc ám, lúc trước đúc kiếm tư tưởng, chính là muốn chảm phá tinh không hắc ám. Liền tinh không hắc ám, đều có thể chảm phá, chứ nói chi là hắc ám hỗn loạn. May mắn những người ở chỗ này, đều là quỷ tộc bên trong thuần huyết quỷ duệ, trong cơ thể có đại trật tự đại pháp tắc, cũng sẽ không bị thần chu thiên kiếm chấn áp, nhưng thấy thần chu thiên kiếm huy hoàng như vậy kiếm ảnh. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, như mộng như ảo. Kiếm ảnh này, chính là thiên nữ át chủ bài. Thiên nữ tầm mắt kiên quyết, tại Diệp Thần, Chu Tinh trưởng lão, Tử Mị U Cơ đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong, nàng thôi động thần chu thiên kiếm kiếm ảnh, lại hung hăng hướng về thôn hồn quỷ châu đâm tới. Tiếp theo sát, kinh thiên đại biến bùng nổ, chỉ kiến thiên nữ thần chu thiên kiếm kiếm ảnh, đâm rơi đến thôn hồn quỷ châu ngoại tầng hắc ám năng lượng bên trong. Cái kia dày nặng giống như thực chất hắc ám năng lượng, đúng là phát ra rên rỉ gào thét, cả viên thôn hồn quỷ châu run rẩy dữ dội dâng lên, tích lũy không biết bao nhiêu năm hắc ám quỷ khí, đúng là bị thiên nữ kiếm ảnh áp chế. Thấy cảnh này Diệp Thần chấn kinh, Quỷ Tiên Sinh chấn kinh, Chu Tinh, Diệt Nguyệt, Đạo Nhật ba vị trưởng lão, còn có Tử Mị U Cơ chờ ba vị thiên đế, còn có Quỷ Đạo Tổ Sư, đều triệt để chấn kinh. Quỷ Đạo Tổ Sư hít sâu một hơi rất lâu mới bình phục lại. Thản nhiên nói, tiểu cô nương này không thế nào lợi hại, nhưng kiếm của nàng, lại là nghịch thiên đáng sợ. Quang minh phong mang quá lăng lệ, đủ để chảm phá hết thảy hắc ám, chính là ta thôn hồn quỷ châu, sợ là cũng phải bị nàng áp chế. Thần chu thiên kiếm, thanh kiếm này thực sự quá lăng lệ, là tinh không phía trên vĩ đại tư tưởng, đối hắc ám có thế gian là cường liệt nhất khắc chế hiệu quả. Chính là bởi vì cỗ này khắc chế, thiên nữ mới có áp chế thôn hồn quỷ châu quỷ khí. Từ đó chấp trưởng pháp bảo này khả năng. Dừng một chút,
Quỷ đạo tổ sư thấy thiên nữ thôi động thần chu thiên kiếm kiếm ảnh, cố hết sức bộ dáng, còn nói thêm, bất quá, như thế cường hãn lăng lệ kiếm ảnh, thực lực của nàng còn chưa đủ để trưởng khống, mạnh mẽ dùng tới áp chế thôn hồn quỷ châu, chỉ sợ còn không có chân áp thành công, chính nàng liền bị cắn trả. Hiện tại thiên nữ có thể áp chế thôn hồn quỷ châu, không phải nàng thực lực cường hãn, mà là thần chu thiên kiếm cường hãn. Thôn hồn quỷ châu lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là không không thời không tạo vật, mà thần chu thiên kiếm, lại là đến từ tinh không phía trên tư tưởng, đối không không thời không tạo vật tới nói, có thể xưng hàng chiều đả kích, chớ nói chi là thuộc tính bên trên to lớn khắc chế. Thiên nữ cắn răng thúc giục thần chu thiên kiếm kiếm ảnh, áp chế gắt gao lấy thôn hồn quỷ châu bừa bãi tàn phá quỷ khí, chính mình tinh thần nghĩ xâm nhập vào thôn hồn quỷ châu bên trong đi, từ đó trưởng khống pháp bảo này. Nhưng, thần chu thiên kiếm kiếm ảnh, phong mang lăng lệ, dùng thiên nữ trước mắt thể chất, khống chế trong tay còn vô cùng cố hết sức, mặt nàng cho càng tái nhợt, tựa hồ không đáng kể. U minh quỷ ngọc quỷ đế thiên lôi thể, mở. Trong lúc nguy cấp, thiên nữ một tiếng quát mắng, theo trên thân bay ra từng khỏa tinh thuần hắc ám ngọc thạch. Đó là nàng hôm nay mua sắm U Minh Quỷ Ngọc. Từng viên U Minh Quỷ Ngọc, vây quanh thiên nữ xoay tròn lấy, sau đó răng rắc bạo liệt mà ra, trong đó ẩn chứa tinh thuần quỷ khí năng lượng, bắt đầu điên cuồng tràn vào thiên nữ trong cơ thể. Thiên nữ hít sâu một hơi, hấp thu tinh thuần quỷ khí, tẩm bổ thể chất, quỷ đế thiên lôi thể bùm bùm đi theo thuế trở nên cường đại. Từng sợi bao quanh hắc ám quỷ vụ lôi điện, từ trên người thiên nữ nhảy ra, lực lượng của nàng bỗng nhiên tăng vọt. Quỷ đế thiên lôi thể càng trở nên viên mãn, quỷ đạo lực lượng, thiên lôi năng lượng, xen lẫn nhau chiếu sáng chói. Thiên nữ, người quỷ đế thiên lôi thể, lại thật tu luyện viên mãn. Diệp thần nhìn thấy một màn này trong lòng cũng là rất đỗi chấn động. Chỉ kiến thiên nữ hấp thu U Minh quỷ ngọc linh khí năng lượng, quỷ đế thiên lôi thể tu luyện viên mãn về sau, tự thân tu vi cảnh giới, cũng là đột phá đến thiên nguyên cảnh 9 tầng trời mức độ, lực lượng tăng gấp bội. Nàng lực lượng tăng cường về sau, liền vững vàng khống chế lại thần chu thiên kiếm kiếm ảnh, tiếp tục áp chế thôn hồn quỷ châu quỷ khí. Đồng thời, thiên nữ tầm mắt cô đọng, ngắm nhìn thôn hồn quỷ châu, nếm thử câu thông quỷ châu nội bộ pháp tắc, thành lập cộng minh. Nghĩ chấp trưởng thôn hồn quỷ châu, một vị chân áp là không được, nhất định phải cùng quỷ châu pháp tắc thành lập cộng minh, mới có thể chân chính trưởng khống. Ong ong ong, cả viên thôn hồn quỷ châu. Lập tức phát ra một cỗ kịch liệt vù vù, lại thật cùng thiên nữ sinh ra cộng minh, cuồn cuộn quỷ khí không ngừng dâng lên mà ra, cùng thiên nữ hô ứng lẫn nhau. Thiên nữ quỷ đế thiên lôi thể, quỷ khí cũng đi theo điên cuồng tràn đầy, lôi điện khí tượng đã bị che giấu, quỷ khí mãnh liệt. Ngô! Lúc này, thiên nữ lại phát ra một cỗ kêu rên thanh âm, gương mặt trở nên vô cùng tái nhợt, tựa hồ không chịu nổi quỷ khí trùng kích, nàng cả người lại có quỷ hóa dấu hiệu. Tóc của nàng, bắt đầu biến thành tóc đen 3.000 trượng, dài đến trình độ ngoại hạng, cực kỳ khủng bố, có hai cái nanh dần dần theo nàng môi đỏ như son lý trưởng ra tới. Bộ dạng này hình ảnh, rõ ràng là dị quỷ bên trong, ba búi tóc đen hình ảnh. Thiên nữ muốn dần dần biến thành một đầu tóc xanh quỷ bà. Nguyên tâm ngộ đạo thạch, thủ hộ. Cảm thấy được chính mình dị biến, thiên nữ khẽ cắn môi, vội vàng tế ra nguyên tâm ngộ đạo thạch. Mong muốn duy trì đạo tâm trật tự. Một khi nàng quỷ hóa, đạo tâm của nàng liền sẽ triệt để mê thất, biến thành một đầu dị quỷ. Đến lúc đó, coi như nàng có thể trưởng khống thôn hồn quỷ châu, nàng đều sẽ không trở thành thôn hồn quỷ châu chủ nhân, ngược lại là trở thành thôn hồn quỷ châu nô lệ. Nguyên tâm ngộ đạo thạch ông ông tác hưởng, không ngừng thả phóng ra quang hoa, thủ hộ thiên nữ đạo tâm. Nhưng, nuốt hồn quỷ khí tà sát, rõ ràng càng khủng bố hơn. Cùng thiên nữ nội tâm cộng minh, thiên nữ quỷ đế thiên lôi thể, quỷ khí mãnh liệt, nàng quanh thân đều bị từng sợi màu đen quỷ khí quấn chặt lấy, ác mộng quấn thân, toàn thân như tê liệt đau đớn, ý thức cũng dần dần mơ hồ, răng nanh càng ngày càng dài, đã sắp muốn triệt để sa đọa thành ác quỷ. Nhìn thấy một màn này, Chu Tinh, Diệt Nguyệt, Đạo Nhật, Quỷ Tiên Sinh, Tử Mị U Cơ đám người, đều là kinh hãi, nhìn bầu trời nữ bộ dáng, tựa hồ là muốn biến thành ác quỷ. Cái kia nàng coi như chấp trưởng thôn hồn quỷ châu, nàng có đầy đủ đạo tâm ý chí, đi trưởng khống thôn hồn quỷ châu lực lượng sao? Đủ rồi. Diệp thần kiến thiên nữ sẽ phải triệt để ác đọa, cực kỳ giật mình hét lớn một tiếng ngăn cản. Thiên nữ nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy kiên quyết nói còn chưa đủ.
Ta nhất định phải trưởng khống thôn hồn quỷ châu. Nàng biết, chỉ có câu trưởng khống thôn hồn quỷ châu, chính mình mới có thể siêu việt Diệp Thần. Nàng liều mạng duy trì lấy chính mình đạo tâm tỉnh táo, không muốn mê thất, nhưng quỷ khí quấn dưới khuôn mặt, ý thức của nàng lại không thể tránh khỏi hướng đi ác đọa. Đáng chết, dừng lại cho ta. Diệp Thần đại chấn, có thể không muốn nhìn thấy thiên nữ biến thành một đầu ác quỷ, hắn lập tức phóng lên tận trời, nhất kiếm vung chạm, kiếm khí như tấm lụa, chặt đứt thiên nữ cùng thôn hồn quỷ châu ở giữa liên lạc. Xiềng xích khắp huyết rủa, phong tỏa. Tiếp theo sát Diệp Thần lại thi triển tam thập tam thiên thần thuật, xiềng xích khắp huyết rủa, từng đạo xiềng xích xuất hiện, mạnh mẽ khóa lại thiên nữ tay tay chân chân, để cho nàng toàn thân không thể động đậy. Quang minh chi tâm, chân áp hắc ám. Cuối cùng, Diệp Thần lại gọi ra quang minh chi tâm, hừng hực quang minh khí tức nở rộ, đem thiên nữ quỷ khí áp chế xuống, cũng thủ hộ nàng đạo tâm trật tự. Thiên nữ quỷ đế thiên lôi thể quỷ khí, lập tức bị chấn áp, toàn thân quỷ khí suy suy tiêu tán, cả người cũng rất nhanh khôi phục nguyên hình, không tiếp tục sa đọa thành ác quỷ dấu hiệu, răng nanh cũng biến mất đi xuống, tướng mạo theo dữ tợn ghê tởm bộ dáng, biến trở về ban đầu thanh lệ đẹp tuyệt. Phốc phốc, trải qua này cự biến, thiên nữ tại chỗ thổ huyết, cái kia thần chu thiên kiếm kiếm ảnh cũng tiêu tán, nàng toàn thân thoát lực, tóc dài tung bay, đôi mắt trong mang theo một cỗ căm hận chi ý, gắt gao nhìn về phía Diệp Thần. Tại sao phải ngăn cản ta? Diệp Thần con ngươi ngưng tụ, nghiêm túc nói, ta không muốn ngươi biến thành một đầu ác quỷ, hiểu không? Thiên nữ ngẩn ngơ, trong mắt vẻ mặt, lập tức trở nên vô cùng phức tạp, lại là đắng chát, không nói gì với nhau. Toàn trường yên lặng lại, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Diệp Thần cùng thiên nữ thân ảnh. Thiên nữ có thể triệu hoán thần chu thiên kiếm, áp chế thôn hồn quỷ châu hắc ám, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Mà Diệp Thần vừa mới thi triển đủ loại thần thông thủ đoạn, cũng làm cho người hoa cả mắt. Diệp Thần vẻ mặt dừng một chút, hướng Chu Tinh trưởng lão nói, Chu Tinh trưởng lão, nàng không nắm được thôn hồn quỷ châu, để cho ta tới đi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, dùng thiên nữ thực lực, mong muốn trưởng khống thôn hồn quỷ châu, vẫn có chút miễn cưỡng, nếu như không phải Diệp Thần ra tay thi cứu, vừa mới thiên nữ liền muốn sa đọa thành ác quỷ, xuống chàng chỉ sợ so chết còn thảm. Nghe được Diệp Thần cũng muốn nếm thử trưởng khống thôn hồn quỷ châu, Chu Tinh trưởng lão toàn thân run lên, nghĩ đến Diệp Thần đủ loại cường đại thủ đoạn, trong mắt lại lộ ra một vệt vẻ kiêng dè, giống như có điều cố kỵ, nói. Luân hồi chi chủ, mới vừa biến cố quá nhiều, thôn hồn quỷ châu năng lượng lưu động hết sức không ổn định, hôm nay không nên lại có bất kỳ động tác gì, người nghĩ trưởng khống, chờ qua mấy ngày lại nếm thử đi. Dứt lời, hắn liền móc ra chìa khóa. Đem thôn hồn quỷ châu một lần nữa khóa đến lúc đó không thần trong lòng đi. Diệp Thần sầm mặt lại, đã xem thấu trưởng lão ý nghĩ, nhân tiện nói, ngươi có ý tứ gì? Chu Tinh trưởng lão yên lặng, cân nhắc ngôn từ. Diệt Nguyệt trưởng lão nói, Chu Tinh, ngươi liền nhường luân hồi chi chủ nếm thử, ta nhìn hắn có đại khí tượng, có lẽ thật có thể trưởng khống thôn hồn quỷ châu. Đạo Nhật trưởng lão cũng nói, đúng vậy a, luân hồi chi chủ thần thông cuồn cuộn. Nếu là hắn có thể trưởng khống thôn hồn quỷ châu, chúng ta liền có thể miễn đi nỗi lo về sau có khả năng qua chút an sinh tháng ngày. Thôn hồn quỷ châu năng lượng cực kỳ khủng bố, thường cách một đoạn thời gian, hắc ám quỷ khí năng lượng thủy triều bùng nổ, đều sẽ cho bốn vị khí linh mang đến thống khổ to lớn, cho nên bọn hắn nghĩ muốn tìm một người chủ nhân, trưởng khống thôn hồn quỷ châu, vững chắc trật tự. Mà phóng nhãn toàn trường, Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ. Không hề nghi ngờ là thích hợp nhất chủ nhân. Chu Tinh trưởng lão lại tựa hồ như không muốn để cho Diệp Thần khống chế thôn hồn quỷ châu, nói, Diệt Nguyệt, Đạo Nhật, hôm nay thôn hồn quỷ châu năng lượng lưu động đến quá lợi hại, chúng ta vẫn là mấy ngày nữa, lại để cho luân hồi chi chủ nếm thử trưởng khống cũng không muộn. Bây giờ, trước hết cử hành tế tự nghi thức đi. Diệt Nguyệt trưởng lão cùng Đạo Nhật trưởng lão tướng liếc mắt một cái, thấy Chu Tinh trưởng lão đều nói như vậy. Bọn hắn cũng không bắt buộc, liền lui trở về thôn hồn quỷ châu bên cạnh. Tế tự nghi thức chính thức cử hành, chư vị có khả năng dâng lên các ngươi tế phẩm, hướng quỷ đạo tổ sư cầu phúc, nếu là tương lai quỷ đạo tổ sư khôi phục, nhất định sẽ phù hộ các ngươi. Chu Tinh trưởng lão nhìn xem quảng trường bên trên mọi người, lãng thanh nói ra. Ở đây rất nhiều quỷ tộc người, đối quỷ đạo tổ sư vô cùng cung kính, hiện tại liền dồn dập xuất ra chính mình sớm liền chuẩn bị xong cống phẩm. Hiến đến quỷ đạo tổ sư pho tượng xuống.
Quỷ trụ thánh địa bên này, cũng chuẩn bị đại lượng cống phẩm, Tử Mị U Cơ vung tay lên, liền có hai đội người hầu bưng lấy đại lượng thiên tài địa bảo, cung phụng đi lên. Tế tự nghi thức chính thức bắt đầu, trong thánh địa vừa múa vừa hát, bó đuốc bùng cháy, kèn tiếng cùng tiếng trống không dứt, mười điểm náo nhiệt. Có chút cực đoan tín đồ, thậm chí tại quỷ đạo tổ sư pho tượng trước, đoạn chỉ tay gãy cung phụng, thậm chí có người tại chỗ tự sát, dùng thân hiến tế. Tử Mị U Cơ cũng không ngăn cản, Diệp Thần cùng thiên nữ hạ xuống đi, nhìn thấy này chút cực đoan máu tanh cung phụng, âm thầm kinh hãi. Bên trên bầu trời, Chu Tinh, Diệt Nguyệt, Đạo Nhật ba vị trưởng lão, thấy pho tượng trước bày ra chất đầy đại lượng tế phẩm, không khỏi lộ ra vui sướng nụ cười thỏa mãn. Hàng năm đại tế, này chút tế phẩm, tuy nói là cung phụng quỷ đạo tổ sư, nhưng quỷ đạo tổ sư linh vận không hiện ra, đến cuối cùng, tế phẩm đều là bị bọn hắn nuốt vào. Nhưng năm nay tình huống, lại rõ ràng khác biệt. Bởi vì, quỷ đạo tổ sư linh hồn, ngay tại Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần trong cơ thể, luân hồi mộ địa bên trong, quỷ đạo tổ sư nhìn thấy các tín đồ cung phụng tế phẩm, cười híp mắt nói ra. Mộ chủ, này chút tế phẩm, cũng là có thể để cho ta khôi phục không ít thực lực, ha ha, ngươi lại đem để tay đến ta pho tượng đi lên, ta lại hiển linh một lần. Lần này ta ngược lại muốn xem, còn trình có ai dám ngỗ nghịch ý chí của ta. Diệp Thần nghe được quỷ đạo tổ sư, trong lòng hơi động, liền đưa bàn tay lặng lẽ đặt vào pho tượng nền móng lên. Ông, pho tượng hơi hơi ông động nhưng cũng không có dẫn tới người chú ý, quỷ đạo tổ sư ý chí phát động, trực tiếp đem pho tượng bốn phía tế phẩm, điên cuồng thôn vệ hết. Này chút tế phẩm, vốn chính là hiến cho hắn, cho nên hắn tâm niệm vừa động, liền đem đủ loại thiên tài địa bảo tế phẩm, đại lượng đầy đủ năng lượng, toàn bộ thôn vệ hấp thu đến trong cơ thể mình, lớn mạnh nguyên khí. Theo quỷ đạo tổ sư thôn vệ, kinh người dị biến cũng xuất hiện. Chỉ thấy cái kia rất nhiều thiên tài địa bảo tế phẩm, từng cây dược liệu, từng khối linh thạch, từng khỏa quỷ ngọc, cấp tốc khô quắt tiêu tụy xuống, bên trong hết thảy năng lượng tinh hoa đều bị quỷ đạo tổ sư cắn nuốt hết. Chung quanh vừa múa vừa hát, chúc mừng náo nhiệt mọi người, thấy tế phẩm tiêu tụy, thậm chí dần dần thành tro, lập tức có chút ngây ngẩn cả người, không ít người an tĩnh lại, sau đó cỗ này an tĩnh như ôn dịch truyền bá, trong khoảnh khắc toàn trường liền lâm vào tĩnh lặng. Tầm mắt ngơ ngác nhìn cái kia đã thành cho tàn tế phẩm. Cùng lúc đó Diệp Thần trong cơ thể lại có thần quang nở rộ mà ra, khí tượng hừng hực, chỉ cần con mắt không mù người, đều có thể nhìn ra là Diệp Thần ăn hết tế phẩm. Nói đúng ra, nhưng thật ra là Diệp Thần trong cơ thể quỷ đạo tổ sư, nắm tế phẩm ăn hết, nhưng những người ở chỗ này, cũng không biết quỷ đạo tổ sư tồn tại, cho nên tưởng rằng Diệp Thần ăn trộm. Uy, tiểu sư đệ, người điên rồi, người ăn vụng tế phẩm làm gì? Hồng Loan Quỷ Phi trừng to mắt, có chút khó tin nhìn xem Diệp Thần. Coi như tế phẩm phong phú, nhưng dùng Diệp Thần tính cách, hẳn là cũng sẽ không ăn vụng mới đúng. Tại dưới con mắt mọi người, ăn vụng tế phẩm, đây chính là thiên đại cấm kỵ. Bên trên bầu trời, Chu Tinh, Diệt Nguyệt, Đạo Nhật ba vị trưởng lão, vốn là mang theo hài lòng mỉm cười, tính toán năm nay tế phẩm, sẽ mang đến cho mình bao lớn tiền lời, nhưng khi thấy Diệp Thần ăn hết tế phẩm, rất nhiều thiên tài địa bảo thành cho về sau, bọn hắn liền ngây ngẩn cả người. Luân hồi chi chủ, tiểu tử ngươi, thật sự là thao thiên chi gan, ngươi dám ăn vụng tế phẩm. Chu Tinh dài lão đại là chấn nộ, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, giống như hận không thể phải dùng ánh mắt giết người. Diệp Thần con ngươi híp lại, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói, ta không có ăn vụng tế phẩm, ta chẳng qua là nắm tế phẩm hiến tặng cho quỷ đạo tổ sư. Chu Tinh trưởng lão nói, người nói bậy bạ gì đó. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, tay cầm án lấy pho tượng nền móng, linh khí quán trú, tại luân hồi mộ địa cùng pho tượng ở giữa, thành lập câu thông. Soạt. Trong chốc lát, cả tòa quỷ đạo tổ sư pho tượng, toát ra thao thiên hoa quang đó là thiên đế hào quang, bàng bạc nóng rực, ẩn chứa trong đó mạnh mẽ ý chí, đó chính là quỷ đạo tổ sư ý chí. Ta hưởng dụng tế phẩm, người nào có ý kiến? Quỷ đạo tổ sư to rõ bá đạo thanh âm, theo trong pho tượng truyền ra, hắn tại thôn vệ đại lượng tế phẩm về sau, tự thân lực lượng đại đại khôi phục, giờ phút này phát ra tiếng, chấn động chín cao, rung chuyển toàn trường. Trên quảng trường, mọi người nghe được quỷ đạo tổ sư thanh âm, lại thấy pho tượng bên trên hào quang mãnh liệt, thiên đế khí chàng khuếch tán đại khí tượng, tất cả mọi người trừng to mắt, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị.
Quỷ đạo tổ sư, là tổ sư gia thanh âm. Tổ sư gia hiển linh. Chẳng lẽ tổ sư gia vào hôm nay khôi phục? Vẫn là đây chỉ là luân hồi chi chủ trò xiếc. Rất nhiều kinh ngạc rung động thanh âm, theo quảng trường các nơi truyền ra. Tử Mị U Cơ cũng ngây ngẩn cả người, trước đây quỷ đạo tổ sư tại loạn hồn quỷ hải hiển linh qua một lần, nhưng nàng cũng không tin. Giờ phút này quỷ đạo tổ sư lần nữa hiển linh, nàng không khỏi không tin. Bởi vì, pho tượng này, là nàng quỷ trụ thánh địa chế tạo pho tượng, bên trong ẩn chứa vô tận kỷ nguyên tích lũy bàng bạc tín ngưỡng năng lượng, còn có chính nàng lưu lại cấm pháp, người ngoài tuyệt đối không thể lợi dụng pho tượng, chỉ có quỷ đạo tổ sư có thể mượn dùng pho tượng hiển linh. Quỷ đạo tổ sư, người không là chết sao? Chẳng lẽ, người còn chưa chết hẳn? Chu Tinh trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm pho tượng, toàn thân run rẩy lên, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, lại có một vệt không che giấu được kinh khủng cùng kiêng kỵ. Diệt Nguyệt trưởng lão cùng Đạo Nhật trưởng lão, đều có chút kỳ quái nhìn xem hắn, theo lý mà nói, coi như quỷ đạo tổ sư thật khôi phục hiển linh, Chu Tinh trưởng lão cũng không cần thiết lộ ra phản ứng lớn như vậy. Quỷ đạo tổ sư hừ một tiếng, nói Chu Tinh, ngươi thân là thôn hồn quỷ châu khí linh, lại cùng sử hoàng cấu kết, mưu đồ làm loạn, thật coi ta không tồn tại. Chịu chết đi. Chỉ thấy quỷ đạo tổ sư pho tượng hai mắt, bắn ra hai đạo thật dài kim quang, uy nghiêm muôn vàn, treo ở pho tượng bên trên quỷ đạo pháp bảo ma đồng quỷ kính, hồ hồ bay ra, quay tròn xoay tròn, bắn ra một đạo đen kịt quỷ quang, hướng về Chu Tinh trưởng lão xỏ xuyên qua mà đi. Chu Tinh trưởng lão a một tiếng hét thảm, tại chỗ bị kính quang xỏ xuyên qua, thân thể biến thành cho bụi. Quỷ đạo tổ sư vừa ra tay, vậy mà điều động ma đồng quỷ kính, nhất kích giết chết Chu Tinh trưởng lão, lập tức chấn động toàn trường. Phải biết, Chu Tinh trưởng lão có thể là thôn hồn quỷ châu bốn đại khí linh một trong, thực lực vô cùng mạnh mẽ, liền Tử Mị U Cơ chờ ba vị thiên đế, đối với hắn đều muốn lễ nhượng ba phần. Nhưng bây giờ, quỷ đạo tổ sư lôi đình hàng nộ, chỉ nhất kích, liền đem Chu Tinh trưởng lão giết chết, hắn thực lực mạnh mẽ, rung động tất cả mọi người. Lần này, không ai cho rằng quỷ đạo tổ sư hiển linh, là Diệp Thần cố làm ra vẻ bí ẩn trò xiếc. Bởi vì Diệp Thần lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng dùng thần đạo cảnh chi thân, nhất kích liền diệt sát Chu Tinh trưởng lão, này là chuyện không thể nào. Chỉ có quỷ đạo tổ sư hiển linh mới có mạnh mẽ như vậy uy thế. Bịch, Tử Mị U Cơ tại chỗ quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt, hồi tưởng lại trước đây tại loạn hồn quỷ hải, chính mình đánh nát quỷ đạo tổ sư pho tượng sự tình, đây quả thực là đại nghịch bất đạo, trong bụng nàng lo sợ bất an, dập đầu nói. Đệ tử Tử Mị U Cơ, bái kiến tổ sư gia, trước đó. Trước đó đệ tử, quỷ đạo tổ sư thản nhiên nói, U Cơ, người tinh thần đạo tâm bị sử thần ô nhiễm che đậy, có loại loại cực đoan cử chỉ, ta cũng không trách ngươi. Nhưng, người đánh nát ta pho tượng, khiến ta nhận đến nghiêm trọng trùng kích, ta dù như thế nào, đều muốn phạt ngươi. Tử Mị U Cơ run giọng nói, đúng, đệ tử lãnh phạt. Quỷ đạo tổ sư ừ một tiếng, nói, rất tốt, ta liền phạt ngươi. Ân, liền phạt ngươi làm luân hồi chi chủ thị thiếp, ngươi về sau tận tâm hầu hạ hắn chính là, hắn là ta duy nhất chân truyền, các ngươi đều không có tư cách làm ta chân truyền, chỉ có hắn mới có tư cách. Cũng chỉ có hắn có tư cách, chấp trưởng thôn hồn quỷ châu. Tử Mị U Cơ sững sờ, không nghĩ tới quỷ đạo tổ sư trách phạt, đúng là phải phạt nàng làm Diệp Thần thị thiếp, nàng có thể là đường đường thiên đế, chấp trưởng lấy quỷ trụ thánh địa, một lời nhất định ngàn vạn người sinh tử, uy quyền hạng gì long trọng, muốn nàng khuất thân làm một cái thị thiếp, tất nhiên là vô cùng sỉ nhục, sắc mặt nàng trong nháy mắt đỏ bừng, không nói gì với nhau. Quỷ đạo tổ sư nói, thế nào, người không nguyện ý. Tử Mị U Cơ thân thể phát run, bờ môi thanh bạch, vội vàng nói, không dám, đệ tử. Đệ tử cần tuân tổ sư ra dạy bảo. Quỷ đạo tổ sư nói, rất tốt, người đứng lên đi, sử hoàng đem đến, các ngươi đều thức tỉnh tinh thần, cái kia Chu Tinh chính là sử hoàng nội ứng, ta đã giết chết hắn. Tử Mị U Cơ đứng dậy, nói, nguyên lai Chu Tinh trưởng lão, thật sự là nội ứng sao? Nàng ánh mắt nhìn về phía Hồng Loan Quỷ Phi, kỳ thật trước đó không lâu, Hồng Loan Quỷ Phi liền lặng lẽ nói qua với nàng. Thôn hồn quỷ châu bên trong có một vị khí linh trưởng lão, rất có thể đã bị sử hoàng bóp méo đạo tâm, trở thành nội ứng bất quá nàng không dám xác định. Hiện tại nghe quỷ đạo tổ sư nói, Tử Mị U Cơ chợt cảm thấy thiên cơ phù hợp, Chu Tinh trưởng lão đích thật là nội ứng không sai. Cũng chỉ có quỷ đạo tổ sư, mắt sáng như đuốc,
một thoáng liền đánh giá ra ai là nội ứng, cũng dùng lôi đình thủ đoạn, trực tiếp đánh giết, đánh Chu Tinh trưởng lão một trở tay không kịp. Kỳ thật nếu như Chu Tinh trưởng lão có đề phòng, cũng sẽ không một chiêu liền bị giết chết, dù sao hắn nhưng là thôn hồn quỷ châu khí linh, thực lực tuyệt đối không kém. Toàn trường hết thảy quỷ tộc người nhất thời rối loạn lên, Sử Hoàng hai chữ, sau lưng mang theo cực kỳ đáng sợ thiên cơ, hiện tại quỷ đạo tổ sư một câu điểm phá, tất cả mọi người trong óc, đều nổi lên Sử Hoàng thân ảnh, không ít người cảm nhận được sợ hãi thật sâu cùng run rẩy, thế mới biết tại quỷ giới bên trong, vẫn giấu kín lấy như thế một nhân vật đáng sợ. Sử Hoàng đáng sợ đến liên tục diệt tinh trưởng lão này loại tồn tại, đều có thể vặn vẹo, mê hoặc đạo tâm, nhường hắn trở thành nội ứng tiếp ứng. Diệt Nguyệt, Đạo Nhật, Quỷ Linh, các ngươi đem thời không thần lồng mở ra, nhường luân hồi chi chủ nếm thử đi chấp trưởng thôn hồn Quỷ Châu. Quỷ đạo tổ sư lại phát ra tiếng nói. Diệt Nguyệt trưởng lão, Đạo Nhật trưởng lão, Quỷ Tiên Sinh ba người cung kính đáp, đúng. Liền xuất ra chìa khóa, nghĩ muốn mở ra thời không thần lồng. Giống. Nhưng đột nhiên, một tiếng kinh thiên long hống, đúng là theo ở ngoài ngàn dặm truyền đến. Long hống âm ba hóa thành một cỗ cường đại năng lượng, hung hăng trùng kích toàn trường, toàn bộ quảng trường nổ nổi lên long hống gió lốc, bụi mù cuồn cuộn, vù vù rung động, không ít người thống khổ che lỗ tai, lộ ra mờ mịt kinh ngạc vẻ mặt, không biết này long hống từ đâu tới. Diệt Nguyệt, Đạo Nhật, Quỷ Tiên Sinh ba người, cũng lọt vào long hống trùng kích, thân thể cứng ngắc lại một thoáng. Thôn hồn quỷ châu này loại thần khí, luân hồi chi chủ không quan trọng thần đạo cảnh, hắn có thể nắm chắc không được, vẫn là giao cho ta đi, hắc hắc. Một đạo lãnh xâm xâm tiếng cười, theo ngàn dặm bên ngoài hư không truyền đến, chỉ thấy một đầu cự long, hai cánh hai chân, thân thể khổng lồ như núi, trên da che kín vảy màu xanh, cấp tốc cướp phá hư không, bay đến quỷ trụ thánh địa. Tại cặp kia cánh cự long trên thân, xúc có một bóng người đứng. Toàn thân như là do nhuyễn trùng cùng thi khối hải cốt xây dựng mà thành, vô cùng xấu xí, nhưng một cái đầu lại là kim quang diễm diễm, thần uy bừng bừng, hạo nhiên chính khí, ngũ quan cứng rắn rõ ràng. Cái này người, chính là Sử Hoàng. Viêm thiên đế đầu, sử thần thân thể, ở trên người hắn hợp hai làm một. Quang minh nóng rực khí tức, tà ác xấu xí khí tức, lẫn nhau dung hợp lại bài xích lẫn nhau, làm cho Sử Hoàng chỗ tản ra khí tràng, vô cùng quỷ dị cùng đáng sợ. Vặn vẹo cực kỳ nghiêm trọng. Trong sân rộng không ít quỷ tộc người, khi nhìn đến Sử Hoàng thân ảnh về sau, tại chỗ liền run rẩy nôn mửa liên tu. Sử Hoàng tồn tại, như thần cùng ma cưỡng ép xung hợp một chỗ, cỗ này pháp tắc mang tới xung đột cùng vặn vẹo, đủ để cho nhìn thẳng hắn người, nhận cực kỳ to lớn trùng kích. Sử Hoàng từ ở ngoài ngàn dặm, cưỡi rồng tới, dưới chân hắn cự long, khí chàng cũng là phi thường hung mãnh, uy vũ bá đạo, thần khí bừng bừng. Là long xào hồn tộc cự long. Diệp thần chỉ nhìn thoáng qua, thiên cơ nhìn rõ, lập tức liền biết, Sử Hoàng dưới chân cự long, đúng là xuất từ long xào hồn tộc. Long xào hồn tộc là đệ nhất hồn tộc, hồn thiên đế hậu duệ bên trong nhân vật mạnh nhất, cùng nguyên thiên đế sở thuộc chân lý sẽ, chém giết vô tận kỷ nguyên. Tại long xào hồn tộc bên trong, nuôi dưỡng lấy đủ loại mạnh mẽ uy mãnh long tộc, trong đó có cự long tồn tại, này loại cự long là lực lượng biểu tượng. Bá võ hùng hồn, móng vuốt có khả năng dễ dàng xé nát một cái thượng vị thần, hai cánh phiến ra tới gió lốc, có thể đập tan tinh thần, 10 điểm hung mãnh. Sử Hoàng cưỡi rồng tới, khí tức của hắn, cùng cự long khí tức, hòa làm một thể, càng là khủng bố mạnh mẽ. Hắc hắc, luân hồi chi chủ, người ánh mắt không sai. Sử Hoàng cười một thoáng, cưỡi rồng bay vào quỷ trụ thánh địa. Diệp thần sầm mặt lại. Xem trước khi đến Viêm Ma Thần Điện điều tra đến tình báo là thật, thật có một đầu cự long xuyên qua giới hải gió lốc, đi tới quỷ giới, hơn nữa còn cùng Sử Hoàng liên hợp. Trước đây Diệp Thần Thánh Tử lên ngôi nghi thức, Sử Hoàng chưa từng xuất hiện, hơn phân nửa là bởi vì tại thuần long, hoặc là cùng cự long dung hợp, dù sao này loại sinh vật mạnh mẽ, nghĩ muốn biến hóa để cho bản thân sử dụng, cũng là cần phải hao phí chút thời gian. Nhanh mở ra thánh địa sát trận. Tử Mị U Cơ nhìn thấy Sử Hoàng thật đến, trong lòng lật lên kinh đào hải lãng, vội vàng thét ra lệnh. Nhưng, nàng mệnh lệnh truyền xuống về sau, trấn thủ tại các nơi đại trận bên trong trưởng lão, cũng không có người mở ra trận pháp, thậm chí có người đem thánh địa bản thân tự mang cấm chế thủ hộ, đều trực tiếp đóng cửa đi, nhưng Sử Hoàng không trở ngại chút nào bay vào trong thánh địa. Nhìn thấy một màn này, Tử Mị U Cơ đôi mắt co vào,
mặt mũi tràn đầy hãi dị biết mình trong thánh địa, cũng có thật nhiều cao tầng, sớm bị Sử Hoàng thẩm thấu. Nội ứng căn bản không ngừng Chu Tinh trưởng lão một cái. Hắc hắc, các ngươi đừng muốn phản kháng ta, ngoan ngoãn quy thuận tại ta, mới có sống sót khả năng. Sử Hoàng âm sâm sâm cười lạnh, bay vào trong thánh địa về sau, hắn vung tay lên, không gian xung quanh răng rắc nứt ra, theo cái kia vết nứt không gian bên trong, chảy ra từng sợi quỷ khí, sau đó có đếm không hết ác quỷ oan hồn, rát rát khạc khạc rít lên lấy theo trong cái khe không gian dâng trào mà ra. Tóc xanh quỷ bà, trống trơn dị quỷ, thủy hầu tử, ác mộng dị quỷ, lúc chi trùng, dị gió tà quỷ vương các loại, còn có tu la phi tướng, phi thiên dạ xoa, lòng đất ma nhân, oan hồn chiến hồn các loại, đủ loại yêu ma quỷ quái, ngũ độc đều đủ. Trong một chớp mắt, ngàn ngàn vạn vạn ác quỷ, phô thiên cái địa, đem chọn cái quỷ trụ thánh địa đều vây lại, tất cả mọi người thấy một hồi nghẹt thở, vô cùng kính úy nhìn xem Sử Hoàng. Đều quỳ xuống đi, hắc hắc, quỳ xuống thần phục người bất tử. Sử Hoàng đối xử lạnh nhạt quan sát phía dưới. Chỉ một thoáng, quảng trường mọi người run rẩy, chỉ ít có ba thành người, tại chỗ liền cho Sử Hoàng quỳ xuống. Sử Hoàng kế thừa sử thần lực lượng, thanh âm của hắn, tự mang mê hoặc nhân tâm hiệu quả, lại có viêm thiên đế đế thủ mang tới mạnh mẽ khí tràng, như chí cao thiên đế chủ làm thịt, lời của hắn, đối với người bình thường tới nói, mang theo mãnh liệt uy áp, bình thường người không dám không nghe theo. Sử Hoàng nhìn thấy nhiều như vậy quỳ xuống, lập tức hăng hái, ánh mắt nhìn về phía Diệt Nguyệt, Đạo Nhật, quỷ tiên sinh ba người, nói, ba người các ngươi cũng quỳ xuống đi. Đem thôn hồn quỷ châu giao cho ta. Quỷ đạo tổ sư bất quá là bại tướng dưới tay sử thần, ta tận đến sử thần chân truyền, hắn không phải địch thủ của ta, các ngươi nhanh chóng bỏ gian tà theo chính nghĩa. Hắc hắc, chờ ta chấp trưởng thôn hồn quỷ châu, ta cũng sẽ cho các ngươi mang đến an ổn trật tự. Mặt khác, tương lai nếu là sử thần đại nhân hắc ám, che mất thế giới, ta sẽ dẫn các ngươi đi thế giới mới, chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống thần phục. Sử Hoàng thanh âm mang theo mãnh liệt mê hoặc hiệu quả, không chỉ là một vị uy áp, vẫn là vừa đấm vừa xoa, hứa hẹn đủ loại tương lai tốt đẹp. Diệt Nguyệt, Đạo Nhật, Quỷ Tiên Sinh ba người đều là trong lòng giật mình, trong đó Diệt Nguyệt trưởng lão cùng Đạo Nhật trưởng lão, hai đầu gối như nhũn ra, liền muốn hướng Sử Hoàng quỳ xuống. Quỷ Tiên Sinh quát, không cho phép quỳ, Sử Hoàng tại mê hoặc các ngươi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sử Hoàng, nói ta có thể tính biết. Vì cái gì Chu Tinh sẽ thần phục với ngươi, ngươi cái tên này mê hoặc nhân tâm thủ đoạn, thật sự là đáng sợ a. Hắn vừa nhìn về phía quỷ đạo tổ sư pho tượng cùng Diệp Thần, quỷ đạo tổ sư, luân hồi chi chủ, mời các ngươi nhanh chóng ra tay, chu diệt Sử Hoàng. Sử Hoàng quá kinh khủng nhất là mê hoặc nhân tâm thủ đoạn, coi như là quỷ tiên sinh loại cấp bậc này người, đối mặt Sử Hoàng, đều không có chút nào phản kháng khả năng. Hắn cho dù có lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng ở Sử Hoàng tinh thần mê hoặc cùng uy áp dưới, cũng hoàn toàn không phát huy ra được, chống lại Sử Hoàng mê hoặc, hắn đã hao hết toàn lực, căn bản không có khả năng lại ra tay chiến đấu. Mong muốn kháng chiến Sử Hoàng, nhất định phải có một khỏa mạnh mẽ đạo tâm. Diệp Thần nhìn chằm chằm Sử Hoàng, cũng là cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có đại khủng bố. Sử Hoàng khủng bố, chủ yếu là hắn còn dung hợp viêm thiên đế đế thủ, quang minh cùng hắc ám năng lượng giao hòa. Vô cùng khó đối phó. Chỉ nghe Sử Hoàng cười ha ha, nói ra ta nói, cái gọi là quỷ đạo tổ sư, bất quá là bại tướng dưới tay sử thần, ta đều không cần ra tay, một câu cũng có thể diệt hắn. Hắn mắt lạnh nhìn quỷ đạo tổ sư pho tượng, nói quỷ đạo tổ sư, ngươi còn nhớ rõ, ngươi năm đó là chết như thế nào sao? Thế giới khải kỳ lục mùi vị, ngươi còn nhớ rõ sao? Sử Hoàng câu nói này phát ra về sau. Một màn kinh người liền xuất hiện, phảng phất có cái gì kinh khủng cấm kỵ, bị lời của hắn động đến, quỷ đạo tổ sư pho tượng, lại trong nháy mắt mất đi tất cả thần quang, trở nên vô cùng ảm đạm. Tiếp theo sát, theo pho tượng phía trên, tư sinh ra lít nha lít nhít giỏi bỏ nhuyễn trùng, cùng với một chút hôi thối đổ vật, còn có đủ loại bẩn thỉu nước mủ, ào ạt theo pho tượng chảy xuôi xuống tới, chỉnh tòa pho tượng to lớn, rất nhanh bị vô tận dơ bẩn cùng dịch axit mài mòn. Xuất hiện vô số mấp mô, thậm chí mơ hồ muốn sụp đổ. Quỷ đạo tổ sư. Diệp Thần nhìn thấy pho tượng bộ dáng như thế, cực kỳ giật mình, vội vàng câu thông luân hồi mộ địa, lại thấy thần hồn của quỷ đạo tổ sư, toát ra vô số bẩn thỉu khói đen cùng vẩn đục sương mù, 10 điểm đáng sợ.
Quỷ đạo tổ sư lộ ra cực đoan thần sắc thống khổ, ngồi xếp bằng, nói, mộ chủ, việc lớn không tốt, tâm ma của ta, bị này sử hoàng cong lên. Diệp thần nói, tâm ma. Quỷ đạo tổ sư thống khổ nói, năm đó sử thần diệt sát ta thủ đoạn, là dùng thế giới khải kỳ lục, một bộ vô cùng hắc ám tà ác xấu xí bí điển, ta nhận thế giới khải kỳ lục trấn áp, toàn thân ộ uế hư thối mà chết. Ta tử trạng, 10 điểm thảm liệt, ta trước khi chết cũng có cực lớn kinh khủng cùng bi ai, đó là đến bây giờ đều vung đi không được tâm ma, đáng chết, này sử hoàng lại lập tức nắm ta tâm ma móc ra tới, một khi ta đạo tâm trật tự sụp đổ, ta sợ là muốn triệt để hồn phi phách tán. Diệp thần kinh hãi, trái tim đập bịch bịch, không nghĩ tới sử hoàng kế thừa sử thần lực lượng, lại lợi hại như thế, một câu liền móc ra quỷ đạo tổ sư tâm ma, đều không cần động thủ, liền để quỷ đạo tổ sư mất đi sức chiến đấu, thậm chí đứng trước hồn phi phách tán nguy hiểm. Tiền bối, ngươi không cần lúng túng, ta sẽ thủ hộ ngươi đạo tâm trật tự. Diệp thần quyết đoán cực nhanh, lập tức tế ra tinh không đạo thư, hóa thành một mảnh thật lớn tinh không trôi nổi tại quỷ đạo tổ sư trên đỉnh đầu, dùng tinh không chi uy, vững chắc hắn đạo tâm trật tự. Không thể không nói tinh không đạo thư đích thật là đỉnh cấp bảo vật, tinh không dương ra mở, quỷ đạo tổ sư trên mặt vẻ thống khổ, liền đại đại giảm bớt, trên người hắc ác khí, cũng là chậm rãi từ từ tiêu tán. Mộ chủ, đa tạ, sẽ giúp ta hai nén nhang thời gian, ta tâm ma có khả năng tán đi đến lúc đó, ta có khả năng mượn lực cho ngươi, chu diệt sử hoàng. Quỷ đạo tổ sư nói ra, Diệp thần đạo tâm mạnh mẽ, không sợ sử hoàng tinh thần trùng kích, nhưng thực lực tu vi kém một chút. Nếu như quỷ đạo tổ sư tu vi có thể cùng Diệp thần đạo tâm lẫn nhau dung hợp, cái kia Diệp thần là có thể bộc phát ra kinh thiên sức chiến đấu, đủ để trấn áp sử hoàng. Quảng trường bên trên rất nhiều quỷ tộc người, nhìn thấy quỷ đạo tổ sư pho tượng, triệt để ộ uế nổ tung, đều là dọa đến sợ mất mật, lại có một nửa người tại chỗ cho sử hoàng quỳ xuống, bị sử hoàng kinh thiên uy áp trấn nhiếp phục. Diệt Nguyệt, Đạo Nhật, Quỷ Tiên Sinh, ba người các ngươi còn không chịu quy thuận. Sử hoàng mắt lạnh nhìn Quỷ Tiên Sinh đám ba người, thanh âm mang theo nồng đậm uy áp nói ra. Quỷ Tiên Sinh đám ba người nhìn thấy quỷ đạo tổ sư pho tượng bị ô nhiễm, chỉ dọa đến hồn phi phách tán, coi là quỷ đạo tổ sư đã triệt để chết rồi. Bịch, bịch, Diệt Nguyệt trưởng lão cùng Đạo Nhật trưởng lão, không chịu nổi áp lực, tại chỗ liền cho sử hoàng quỳ xuống. Cùng nhau nói, chúng ta nguyện thần phục sử hoàng bệ hạ. Sử hoàng cười ha ha, nói, rất tốt, vậy còn ngươi, quỷ tiên sinh. Quỷ tiên sinh thấy Diệt Nguyệt trưởng lão cùng Đạo Nhật trưởng lão đều quỳ xuống thần phục, trong lòng chỉ cảm thấy đại thế đã mất, tinh thần một cái thư giãn, vô biên vô tận hắc ám, liền xông lên đầu, hắn cảm thấy ý thức của mình sắp mơ hồ. Ta thà chết không quỳ. Tại ý thức triệt để mơ hồ trước. Quỷ tiên sinh phát ra đắng chát mà kiên quyết lời nói, sau đó tự đoạn kinh mạch mà chết. Hắn lại tình nguyện tự sát, cũng không thần phục sử hoàng. Bất quá tại sử hoàng uy áp dưới, hắn liền tự bạo đồng quy vu tận dũng khí cũng không có, chỉ có thể là đoạn tuyệt kinh mạch mà chết, thi thể từ không trung rơi xuống, còn không có đi rơi xuống đất, liền bị một cỗ vô hình ghê tởm khí tức ô nhiễm, thi thể bên trên sinh ra vô số giỏi bọ cùng hôi thối. Thấy quỷ tiên sinh chết đi. Diệt Nguyệt trưởng lão cùng Đạo Nhật trưởng lão, trên mặt không có lộ ra mảy may gợn sóng biểu lộ. Tại thần phục sử hoàng về sau, tinh thần của bọn hắn đạo tâm, đã triệt để bị hắc ám bao phủ, trở thành khôi lỗi tồn tại, về sau chỉ nghe theo sử hoàng mệnh lệnh, không nữa sẽ có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, tựa như máy móc. Nhìn thấy Diệt Nguyệt trưởng lão cùng Đạo Nhật trưởng lão, đã thành sử hoàng khôi lỗi, mất đi bản thân ý thức, Diệp Thần, Tử Mị U Cơ, Thiên Nữ đám người đều là hoảng hốt. Nhìn như vậy đến, nếu là thần phục sử hoàng, vậy thì thật là so chết còn thảm, muốn trực tiếp biến thành vô ý thức khôi lỗi. Luân hồi chi chủ, này sử hoàng quá mức lợi hại, người rời đi trước, để ta chặn lại hắn. Viêm hoàng đại si rút ra chiến thương, động thân tới, đem Diệp thần bảo hộ tại sau lưng. Sử hoàng quá lợi hại, đều không có chân chính ra tay, chẳng qua là dùng ngôn ngữ uy áp mê hoặc, liền khơi gợi lên quỷ đạo tổ sư tâm ma. Nhưng quỷ đạo tổ sư mất đi sức chiến đấu, lại khiến quỷ tiên sinh tự sát, nhưng Diệt Nguyệt trưởng lão cùng Đạo Nhật trưởng lão song song quỳ xuống thần phục, thủ đoạn này thực sự quá kinh khủng. Viêm hoàng đại si nội tâm là thật sâu tuyệt vọng, hoàn toàn không biết có gì có thể đối phó sử hoàng. Hồng Loan quỷ phi cũng là khó được lộ ra nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc,
hướng Viêm Hoàng Đại Si cùng Tử Mị U Cơ nói, chúng ta ba người cùng tiến lên. Quay đầu hướng Diệp Thần nói, tiểu sư đệ, thay chúng ta vững chắc đạo tâm. Dứt lời, Hồng Loan Quỷ Phi bỏ đi mặt nạ ngụy trang, lộ ra ác quỷ bản tướng, nắm lấy một thanh quỷ kiếm, trước tiên huy kiếm hướng Sử Hoàng ám sát mà đi. Tử Mị U Cơ cùng Viêm Hoàng Đại Si đều là thiên đế cao thủ, vừa nhìn thấy Hồng Loan Quỷ Phi động thủ, bọn hắn cũng là vô cùng có ăn ý, lập tức phi thân giết đến tận, ba người theo ba cái khác biệt góc độ, đánh giết hướng Sử Hoàng. Diệp Thần thấy ba người giết ra, tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức tế ra thiên đế kim luân, quang minh chi tâm, luân hồi thần giáp mảnh vỡ tam đại thần vật, phân biệt thủ hộ ba người. Sử Hoàng thấy ba người giết tới, tinh thần uy áp hóa thành hắc ám thủy triều gào thét mà ra, trong đó mang theo tội nghiệt ghê tởm lực lượng, hắn nghĩ muốn xung kích ba người đạo tâm. Nhưng, Tử Mị U Cơ, Hồng Loan Quỷ Phi, Viêm Hoàng Đại Si ba vị thiên đế, đạo tâm có Diệp Thần thủ hộ, trật tự vô cùng vững chắc, căn bản không sợ Sử Hoàng tinh thần trùng kích, bọn hắn đột phá hắc ám thủy triều, ngang tảng ám sát hướng Sử Hoàng thân thể. Sử Hoàng tầm mắt hơi co lại, cấp tốc lui lại, nhìn một chút Diệp Thần chỗ tế ra thiên đế kim luân, quang minh chi tâm, luân hồi thần giáp mảnh vỡ, cười lạnh nói, luân hồi chi chủ, quả thật là dầu nứt đố đổ vách a. Diệp Thần chỗ tế ra ba món pháp bảo, đều là đỉnh cấp bảo bối, người bình thường đạt được một kiện, cũng đủ để nghịch thiên cải mệnh, Diệp Thần lập tức phóng xuất ra ba kiện, liền cùng dốc vốn giống như, nội tình hùng hậu đến đủ để khiến người đấu kỹ mức độ. Sử Hoàng tinh thần công kích, tại Diệp Thần áp chế dưới, mất đi hiệu quả, nhưng hắn cũng không hoảng loạn, cười nói, ba vị thiên đế hợp lại công kích một mình ta, thật sự là cho đủ ta mặt mũi a. Bất quá các người nghĩ nhiều người khi dễ ít người, sợ là không thể như nguyện. Sử Hoàng lui về sau nữa căn bản không cùng tam đại thiên đế tiếp chiến, vung tay lên, chỉ thấy chung quanh ngàn ngàn vạn vạn ác quỷ, còn có mặt đất bên trên vừa mới quy thuận Sử Hoàng đại lượng quỷ tộc người, còn có Diệt Nguyệt trưởng lão cùng Đạo Nhật trưởng lão, đều phát ra điên cuồng hò hét, gào thét giết đi lên, hướng về Tử Mị U Cơ chờ ba vị thiên đế bạo sát mà đi. Tử Mị U Cơ chờ ba vị thiên đế lập tức hoảng hốt, nếu như là bình thường ác quỷ, coi như số lượng lại nhiều, bọn hắn cũng không sợ. Nhưng, hiện tại chém giết tới người, có rất nhiều liền là tộc nhân của bọn hắn, thậm chí là cùng bọn hắn có liên hệ máu mủ hậu bối, bọn hắn đối mặt chính mình thân tộc, lại như thế nào có thể thống hạ sát thủ. Diệp Thần thiên đế kim luân, quang minh chi tâm các loại pháp bảo, thủ hộ Tử Mị U Cơ ba người đạo tâm, có thể ngăn cản từ bên ngoài đến trùng kích, nhưng vô pháp phòng ngự trong bọn họ tâm sản sinh ra tâm ma. Ba người lọt vào vô tận ác quỷ vây công, đành phải đại khai sát giới, liền thân nhân mình tộc nhân cũng giết chết không ít, trong lòng nhất thời tư sinh ra vô tận thống khổ. Sử Hoàng cười hắc hắc nói, các ngươi không hổ là thiên đế a, ra tay thật đúng là tàn nhẫn, chính mình thân tộc người cũng giết. Nghe Sử Hoàng lời nói, Tử Mị U Cơ ba người trên mặt vẻ thống khổ, càng là kịch liệt. Không tốt. Diệp Thần vừa nhìn liền biết hỏng bét, Sử Hoàng tinh thần mê hoặc thủ đoạn quá lợi hại. Vậy mà mạnh mẽ chịu lấy Diệp Thần thần khí thủ hộ, vẫn là dùng thủ đoạn nhường Tử Mị U Cơ ba người tư sinh ra tâm ma. Sư tỷ, các ngươi mau trở lại. Diệp Thần hét lớn một tiếng, cưỡng ép đem Hồng Loan Quỷ Phi, Tử Mị U Cơ, Viêm Hoàng Đại Si ba người triệu hồi, hắn biết lại chiến đấu tiếp, ba người tuyệt đối phải mê thất sa đọa, bị Sử Hoàng triệt để mê hoặc. Hắn thần khí thủ đoạn có thể phòng ngự từ bên ngoài đến tinh thần trùng kích. Nhưng ngăn không được ba người ở sâu trong nội tâm dẫn đến ra tâm ma. Hồng Loan Quỷ Phi ba người lui về, trở lại Diệp Thần bên người, đã là mặt mũi tràn đầy uể oải vẻ mặt tái nhợt. Kỳ thật thật luận cứng đối cứng sức chiến đấu, bọn hắn hoàn toàn không thua bởi Sử Hoàng, nếu như ba người liên thủ, càng là có thể vững vàng thắng qua. Nhưng Sử Hoàng thủ đoạn quá quỷ dị xảo trá, căn bản không cùng ba người cứng đối cứng, mà là dùng đủ loại tinh thần trùng kích thủ đoạn. Muốn phá hư ba người đạo tâm, như thế liền có thể không chiến mà thắng. Lại cho các ngươi một cơ hội, quỳ xuống thần phục ta, bằng không chỉ có một con đường chết. Sử Hoàng cưỡi tại cự long trên thân, uy vũ bá khí như chí cao thần, thanh âm uy áp phi thường cường liệt, bên cạnh hắn là ngàn ngàn vạn vạn ác quỷ, còn có vừa mới quy thuận với hắn quỷ tộc người, từng đôi mắt đều đang ngó chừng Diệp Thần đám người, càng tăng thêm Sử Hoàng khí thế. Tử Mị U Cơ thân thể phát run, đã sắp không chống đỡ nổi nữa, hai đầu gối như nhũn ra liền muốn phải quỳ hạ xong hết mọi chuyện. Đừng quỳ, người có thể là ta thị thiếp, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép quỳ.
Diệp Thần tiến lên đè lại Tử Mị U Cơ bả vai, trầm giọng nói ra. Tử Mị U Cơ kiều khu run run, kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần. Nàng vô ngôn, nàng hết sức muốn biết, đáng sợ như vậy tử cục, còn như thế nào phá giải. Diệp Thần có biện pháp không? Sư đệ, ta thật không chống nổi, nhận thua đi. Hồng Loan Quỷ Phi thật sâu thở dài nói, nàng chỉ cảm thấy vô biên buồn ngủ, đối mặt Sử Hoàng, nàng hết thảy đấu trí chiến ý đều biến mất, chỉ muốn quỳ xuống nằm xuống xong hết mọi chuyện. Cái này là Sử Hoàng đáng sợ, tinh thần trùng kích từng tia vào may, để cho người ta trong bất chi bất giác, liền đánh mất đấu trí, trực tiếp liền muốn bẩy nát nhận thua. Toàn trường cho tới bây giờ, cũng chỉ có Diệp Thần cùng Thiên Nữ, tạm thời không có bị Sử Hoàng tinh thần áp chế. Thiên Nữ trong lòng câu thông lấy Thần Chu Thiên Kiếm, có Thần Chu Thiên Kiếm kiếm khí bảo hộ, không sợ hết thảy hắc ám tà ác trùng kích, đạo tâm vững chắc bất diệt, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nàng tự vệ đã là muốn hao hết thần tâm, mong muốn giết ngược lại Sử Hoàng, đó là tuyệt đối không thể nào. Ánh mắt của nàng, nhìn về phía Diệp Thần, Tử Mị U Cơ, Hồng Loan Quỷ Phi, Viêm Hoàng Đại Si đám người, cũng là nhìn về phía Diệp Thần. Sử Hoàng quá cường đại, chỉ là tinh thần trùng kích, cũng đủ để áp chế thiên đế, hiện tại toàn trường duy nhất có thể cùng Sử Hoàng đối kháng, chỉ còn lại có Diệp Thần. Giờ khắc này, Diệp Thần thành tất cả mọi người hy vọng. Diệp Thần khẽ cắn môi, lại là thấy trước nay chưa có áp lực thật lớn, hướng Quỷ Đạo Tổ sư hỏi, tiền bối, còn chưa tốt sao? Hắn đạo tâm mạnh mẽ, có thể dễ dàng cản ngự Sử Hoàng tinh thần uy áp, nhưng thực lực tu vi còn xa xa không thể cùng Sử Hoàng so sánh, nhất định phải Quỷ Đạo Tổ sư trợ lực. Còn phải lại thời gian một nén nhang. Quỷ Đạo Tổ sư trầm giọng nói, hắn tại tinh không đạo thư chúc phúc dưới, đạo tâm tâm ma dần dần tán đi, pháp tắc trật tự chậm rãi khôi phục. Nhưng ít nhất cũng phải đợi thêm thời gian một nén nhang, hắn có thể triệt để phục hồi như cũ. Diệp Thần thật sâu thấy mối nguy, chỉ sợ này thời gian một nén nhang, không dễ dàng kéo dài đi qua. Luân hồi chi chủ, người đạo tâm hoàn toàn chính xác cường hãn, thế mà có thể tiếp nhận ta uy nghiêm áp chế, bất quá cũng dừng ở đây rồi, ta dùng thiên đế chi thân, muốn giết ngươi một cái thần đạo cảnh, lại có gì khó. Sử Hoàng thấy Diệp Thần ánh mắt thủy chung là trong veo cùng kiên quyết. Cũng âm thầm bội phục hắn đạo tâm mạnh mẽ, bất quá may mắn Diệp Thần tu vi không cao, trận chiến đấu này, hắn chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, nắm chắc thắng lợi trong tay. Bành! Sử Hoàng cưỡi cự long hai cánh thu nạp, dùng công kích tư thái theo trong hư không bạo lướt mà qua, trực tiếp đem không khí đánh nổ, phát ra cực kỳ bén nhọn tiếng rít. Sử Hoàng dùng vô thượng thiên đế chi tư, lại dung hợp cự long lực lượng, cuồng nhiên bạo sát hướng Diệp Thần, uy thế chi hung mãnh. Phảng phất có thể ép bạo chư thiên hết thảy tồn tại. Tại Sử Hoàng hung mãnh khí thế dưới, Tử Mị U Cơ, Hồng Loan Quỷ Phi, Viêm Hoàng Đại Si ba người đều bị bức phải hướng hai bên thối lui. Diệp Thần đồng tử co vào, thật sâu thấy Sử Hoàng đáng sợ, phảng phất tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền bị sống sờ sờ đụng giống như chết. Sử Hoàng tinh thần trùng kích, mặc dù không tổn thương được Diệp Thần, nhưng hắn thiên đế thực lực, lại thêm long xào hồn tộc cự long lực lượng. Cái kia đủ để trong nháy mắt đem Diệp Thần đụng nát. Vũ Xà Thần, buông xuống đi. Nghìn cân treo sợi tóc, trong lúc nguy cấp, Diệp Thần tế ra trắng xóa hoàn toàn lông vũ. Lông vũ soạt một tiếng, bốc cháy lên, đang thiêu đốt trong nháy mắt trong hư không có một cỗ kinh thiên đoàn năng lượng đang nổi lên, tản mát ra mạnh mẽ khí tràng, lại nhường Sử Hoàng cưỡi rồng va chạm tư thái, cũng là xuất hiện dừng lại. Đồ vật gì? Sử Hoàng đồng tử co vào nhìn về phía trong hư không đoàn năng lượng, cái kia một đoàn năng lượng, lưu chuyển ra điểm điểm tinh quang, khí tức vô cùng sục sôi, một đầu quái vật to lớn, chậm rãi theo cái kia năng lượng đoàn bên trong nổi lên. Ai nha, luân hồi chi chủ ngươi nhanh như vậy lại kêu gọi ta à nha. Một đạo mang theo điểm trêu chọc thanh âm, chậm rãi vang lên. Chỉ thấy một đầu khổng lồ mãng xà, sau lưng sinh ra trắng noãn cánh lông vũ. Xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là Vũ Xà Thần. Vũ Xà Thần một đôi cánh lông vũ, mỗi một cây lông vũ đều mang phức tạp thần bí hoa văn, phía trên có cổ lão tinh không pháp tắc khí tức, hoàn toàn không phải không không thời không pháp tắc năng lượng, mà là tinh không bỉ ngạn vĩ đại khí tức, sáng chói chói mắt, gió nổi mây phun. Vũ Xà Thần tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp Thần cười khổ một tiếng, hướng về Vũ Xà Thần hành lễ. Lúc trước tại Hoàng Đồ Tinh thời điểm, hắn cùng Vũ Xà Thần kết bạn, đối phương cho hắn ba mảnh lông vũ,
trước mặt hắn đã dùng qua một mảnh, vừa mới dùng mảnh thứ hai, đưa nó triệu hoán xuống tới. Hiện tại tình thế vô cùng nguy cấp, Diệp Thần đem hy vọng ký thác vào Vũ Xà Thần trên thân, chỉ mong nó có thể trực tiếp giết chết Sử Hoàng. Giờ phút này Vũ Xà Thần buông xuống, bàng bạc rộng rãi tinh không khí tràng, uy lâm toàn trường, làm cho Sử Hoàng gặp được, tầm mắt cũng là lộ ra thật sâu kinh hãi chi sắc, kêu lên. Tinh không bỉ ngạn sinh vật, điều đó không có khả năng. A, ngươi là Lạc Thần Thương Thiên Lạc Nguyệt tùy tùng. Sử Hoàng bấm ngón tay tính toán, lập tức tính tới Vũ Xà Thần lai lịch, trong lòng càng là chấn động. Ở đây quỷ các tộc nhân, nhìn thấy Vũ Xà Thần thân ảnh khổng lồ, cũng là một hồi chấn kinh. Vũ Xà Thần hẹp dài đôi mắt, lập lòe tinh mang, nhìn chung quanh toàn trường, thiên cơ bắt, đã biết được nơi này phát sinh hết thảy, nó cũng là vô cùng giật mình nhìn về phía Sử Hoàng, nói. Luân hồi chi chủ, người địch nhân lần này, như thế nào là loại quái vật này? Khó đối phó a, thanh âm bên trong mang theo thật sâu kiêng kỵ. Sử Hoàng tại ngắn ngủi kinh hãi qua đi, liền nhanh chóng tỉnh táo lại, tầm mắt nhìn thẳng Vũ Xà Thần, biểu lộ theo kiêng kỵ dần dần biến thành khinh thường cùng khinh miệt, nói. Hắc hắc, nguyên lai chẳng qua là một đạo hình chiếu phân thân, ta còn tưởng rằng là Vũ Xà Thần chân thân buông xuống. Vũ Xà Thần là tinh không bỉ ngạn phía trên vĩ đại sinh vật, nếu là thật thân buông xuống, vậy đối không không thời không cường giả tới nói, đủ để hình thành đáng sợ hàng triều đả kích. Bất quá, tại thiên đạo pháp tắc hạn chế dưới, Vũ Xà Thần rõ ràng khó mà hạ xuống chân thân, nó bây giờ buông xuống, chẳng qua là một đầu hình chiếu phân thân thôi. Sử Hoàng khám phá chân tướng, tâm tình lập tức liền buông lỏng rất nhiều, một đạo hình chiếu phân thân, còn không có tư cách ở trước mặt ta cản rỡ. Sử Thần ác xương, ma phá thiên dưới, diệt cho ta. Sử Hoàng nâng lên một ngón tay, trên ngón tay chồng chất thịt thối hạ xuống, lộ ra một đoạn u ám, che kín loang lổ, mọc đầy nhỏ bé độc trùng cùng thi độc xương ngón tay. Đó chính là Sử Thần lưu lại xương ngón tay. Chỉ thấy cái kia xương ngón tay bên trong, bộc phát ra một cỗ hung hãn vẩn đục hắc ám khí tức, lại lộ ra một cỗ hư thối mùi xác thối, cuối cùng tạo thành một đạo ám hắc sắc ma quang, như tên nỏ bắn về phía Vũ Xà Thần. Đạo này tên nỏ ma quang, lực sát thương cực kỳ hung hãn, mà lại mang theo Sử Thần pháp tắc xa đọa năng lượng, một khi bị đánh trúng, chỉ sợ Vũ Xà Thần thân thể, muốn trong nháy mắt bạo diệt, dù sao nó chẳng qua là một đạo phân thân, mà lại phân thân trạng thái dưới. Đạo tâm trật tự cũng không mạnh, căn bản không có khả năng ngăn trở Sử Thần pháp tắc nghiền ép. Ô hoa hoa, trình. Vũ Xà Thần kêu to lên song đồng toát ra to lớn kinh hãi, hướng về phía Diệp Thần kêu lên. Luân hồi chi chủ, nhanh thay ta ngăn trở. Diệp Thần đưa nó triệu hoán xuống tới, là muốn dựa vào nó giết ngược lại Sử Hoàng, không nghĩ tới bây giờ vừa đối mặt, nó lại bị Sử Hoàng đánh đến luống cuống tay chân. Bất quá khi cái này liên quan đầu. Diệp Thần cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng thôi động luân hồi thần giáp mảnh vỡ, hóa thành một bộ đặc thù áo giáp, bao trùm tại Vũ Xà Thần thân thể cao lớn lên. Vũ Xà Thần thân thể cao lớn, mỗi một khối trên vảy mặt, đều vừa vặn bao trùm lấy Diệp Thần luân hồi thần giáp, bộ dạng này đặc thù áo giáp ra thân, lập tức làm cho Vũ Xà Thần lực phòng ngự tăng nhiều. Xuy, Sử Hoàng ma quang phóng tới, bị từng khối giáp mảnh cùng Vũ Xà Thần lực lượng bản thân ngăn trở. Càng then chốt chính là, luân hồi thần giáp không sợ hắc ám ô uế, ma quang bên trong ẩn chứa Sử Thần pháp tắc, toàn bộ bị hóa giải mất. Rất tốt, luân hồi chi chủ, người thay ta thủ hộ đạo tâm, ta tới đối phó cái quái vật này. Vũ Xà Thần có Diệp Thần luân hồi thần giáp bảo hộ, lập tức trong lòng đại định. Diệp Thần cũng là vô cùng có ăn ý, nhảy đến Vũ Xà Thần trên đầu, toàn thân nở rộ kim quang, cùng luân hồi thần giáp lẫn nhau cộng minh. Hắn tồn tại liền tựa như là một tòa hải đăng, thủ hộ lấy Vũ Xà Thần đạo tâm, tránh cho gặp Sử Hoàng trùng kích. Thời khắc này Vũ Xà Thần, ngoại hình thoạt nhìn vô cùng hoa lệ, khoác lên một thân áo giáp màu vàng kim, giống như là một đầu hoàng kim chế tạo thần rắn, sau lưng thần thánh cánh chim một cái, cuốn lên cương phong, tiếp theo sát chính là mang theo kinh thiên khí thế, hướng về Sử Hoàng xung phong mà đi. Thấy thế, Sử Hoàng đồng tử lập tức co rụt lại, Vũ Xà Thần cùng Diệp Thần hợp lực. Khiến cho hắn cũng là thấy một tia kiêng kỵ, bất quá hắn cũng không có quá bối rối, dù sao nói cho cùng, Vũ Xà Thần chẳng qua là một đạo phân thân thôi. Long phá, chấn thiên giống. Sử Hoàng chân đạp cự long, hai tay bóp quyết, cự long toàn thân sơn vảy màu đen, lóe ra ánh sáng âm lãnh, to lớn long rực kéo ra,
nhấc lên cuồng bạo gió lốc, sau đó ngẩng đầu hấp khí, tiếp theo sát bắt đầu từ cái kia trong cổ họng, bạo phát ra một cỗ mạnh mẽ tới cực điểm sóng âm. Kinh khủng sóng âm sóng khí, trực tiếp hướng về Vũ Xà Thần cùng Diệp Thần xung đi. Vũ kiếm phong bạo, phá cho ta. Vũ Xà Thần sau lưng hai cánh vỗ, từng mảnh trắng noãn lông vũ bắn mạnh mà ra, hóa thành phi kiếm, phù vù xỏ xuyên qua hư không, tạo thành một trận hoa lệ phi kiếm gió lốc, cùng Sử Hoàng Long Hống Âm Ba đụng vào nhau. Oanh! Vũ kiếm phong bạo cùng Long Hống Âm Ba va chạm, lập tức bộc phát ra làn sóng kinh thiên hư không nổ lớn, phụ cận ác quỷ dồn dập bị xé nát, phía dưới thiên nữ, tử mị u cơ đám người, vô cùng kinh hãi nhìn xem một màn này. Liền thấy nổ tung phát sinh, Vũ Xà Thần cùng Sử Hoàng, đều bị đẩy lui một khoảng cách, hai bên đấu cái thế lực ngang nhau. Một đạo phân thân, ta nhìn ngươi có thể hung hăng càn quấy đến khi nào. Sử Hoàng cũng không vội nóng nảy, một quyền nắm chặt, răng rắc một tiếng, thi cốt đúc thành trên nắm tay, đúng là bạo phát ra sáng chói viêm mang, đó là thiên hỏa hào quang. Đầu của hắn, cái kia viên viêm thiên đế đế thủ, lúc này nở rộ vô tận vầng sáng, sau lưng hắn nổi lên muôn vàn hà thải, thần khí hạo đáng, bao trùm toàn thân hắn, hắn đã không còn ghê tởm khí tượng, ngược lại tựa như biến thành viêm thiên đế hóa thân, đấm ra một quyền, thiên hỏa sóng nhiệt như dung nham, bao phủ Vũ Xà Thần. Hắn nhìn ra, Vũ Xà Thần này đạo phân thân, lực lượng là có hạn, mà lại tại thiên đạo pháp tắc hạn chế dưới, vô pháp chiến đấu quá lâu. Chỉ cần thời gian kéo dài thêm, như vậy thắng lợi thiên xứng, liền sẽ nghiêng đến Sử Hoàng bên này. Sử Hoàng nắm đấm xen lẫn thiên hỏa sóng nhiệt, mang theo kinh khủng nhiệt độ cao, đúng là xuyên thấu Vũ Xà Thần trên thân bao trùm luân hồi thần giáp, kịch liệt nhiệt độ cao truyền lại đến nó da thịt đi lên. Nó đau đến ồ oa kêu to phẫn nộ quát, đáng chết, thằng hề. Thật coi ra ra người ta dễ khi dễ, ta chính là phân thân, chấp trưởng tinh không đại đạo, cũng đủ để diệt sát ngươi. Tinh không đỉnh, cho ta buông xuống. Vũ Xà Thần một tiếng hét lên, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy vô tận tinh thần vầng sáng hội tụ, đúng là tại trong hư không xây dựng thành một tòa hoa lệ đại đỉnh. Tinh không đỉnh trôi nổi tại Vũ Xà Thần trước người, tản mát ra làm người kinh ngạc thán phục mỹ lệ hào quang. Nó to lớn mà trang nghiêm tỷ lệ hoàn mỹ, phảng phất hội tụ toàn bộ vũ trụ năng lượng. Thân đỉnh do vô số ngôi sao ngưng tụ mà thành, mỗi vì sao lóng lánh đặc biệt hào quang, tản mát ra thần bí năng lượng ba động. Chiếc đỉnh lớn này, toàn thể tạo hình hoa lệ bên trong mang theo xưa cũ, miệng đỉnh chỗ bày biện ra một cái hoa mỹ tinh văn đồ án, như ngân hà đảo chú, lấm ta lấm tấm. Theo thân đỉnh bốn phía bay lên tinh vân khí lưu chuyển không ngừng, như cầu vồng biến ảo nhiều loại tươi đẹp màu sắc. Toàn bộ tinh không đỉnh bao phủ tại một tầng thần thánh hào quang bên trong, hào quang xuyên thấu qua tinh vân khí lưu khe hở, chiếu xuống Vũ Xà Thần trên thân, chiếu sáng rạng rỡ. Này loại tinh không đỉnh là tinh không bỉ ngạn pháp tắc năng lượng biểu lộ ra. Không không lúc nào chỉ có cửu đỉnh cảnh, là thượng vị thần, có thể rèn đúc cửu đỉnh kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, sinh, tử, tại tinh không bỉ ngạn, hệ thống tu luyện là theo thần đạo cảnh cất bước, phía trên một dạng có cửu đỉnh cảnh, nhưng so với không không lúc nào không, tinh không bỉ ngạn có khả năng nhiều rèn đúc ra một cái đỉnh. Cái này nhiều chế tạo đỉnh, liền là tinh không đỉnh. Tinh không đỉnh hội tụ tinh không cuồn cuộn cùng năng lượng, uy thế 10 điểm bá đạo mãnh liệt, Vũ Xà Thần hơi triệu hoán ra tinh không đỉnh, rộng rãi tinh không thần ánh sáng, liền theo thân đỉnh bên trên nở rộ mà ra, từng cái thần quang chiếu xạ Sử Hoàng thân thể liền suy suy rung động, không ngừng toát ra khói đen. Cái gì? Sử Hoàng cực kỳ hãi dị, nhìn xem cái kia tinh không đỉnh, thật sâu cảm nhận được đáng sợ. Cái kia tinh không đỉnh hội tụ tinh không phía trên vĩ đại năng lượng, quá mạnh mẽ, người tại tinh không trước mặt, nhỏ bé đến như một hạt bụi nhỏ. Tinh không đại đạo, thần đỉnh chấn áp. Vũ Xà Thần tiếng như hồng lôi thôi động tinh không đỉnh, hung hăng hướng về Sử Hoàng đập xuống, hào quang như đầy trời tinh hà chút xuống, phi lưu trực hạ, bạc rơi cửu thiên, khí tượng cực kỳ hùng vĩ. Thanh Lân Cự Long, cho ta ngăn trở. Sử Hoàng trên mặt lướt qua thật sâu kiêng kỵ cùng che lấp. Cái kia tinh không đỉnh quá kinh khủng, tinh không uy áp chút xuống tới, phảng phất muốn đưa hắn triệt để yên diệt, hắn cũng không dám ngạnh bính. Trong lúc nguy cấp, Sử Hoàng từ trên người cự long bay khỏi mà lên, cũng thôi động cự long hướng tinh không đỉnh đánh tới. Giống, cự long phát ra một tiếng không cam tâm cùng e ngại gầm rú,
nó rõ ràng cũng sợ hãi cái kia tinh không đỉnh thần uy, nhưng nó thân thể linh hồn tựa hồ bị Sử Hoàng khống chế lại, căn bản là không có cách thoát khỏi Sử Hoàng mệnh lệnh. Tại Sử Hoàng mệnh lệnh dưới, cự long phe phẩy hai cánh, trực trực hướng tinh không đỉnh đánh tới. Bảo! Sử Hoàng bóp thủ quyết, tại cự long đụng vào tinh không đỉnh trong nháy mắt, hắn trực tiếp khống chế cự long tự bạo. Oanh! Cự long thân thể tự bạo, mạnh mẽ năng lượng lập tức nổ tung, đúng là đem tinh không đỉnh nổ vỡ tan. Tinh không đỉnh vỡ tan, Vũ Xà Thần nhận phản thương, lập tức phốc một tiếng, bắn ra máu tươi, đôi mắt tầm mắt cũng biến thành ảm đạm xuống. Đáng chết, này cự long, là long xào hồn tộc cự long. Tự bạo sát thương càng như thế mãnh liệt. Diệp Thần vội nói, Vũ Xà Thần tiền bối, ngươi không sao chứ? Hắn nhìn một chút Sử Hoàng, chỉ thấy Sử Hoàng mệnh lệnh cự long tự bạo về sau, tự thân cũng bị liên lụy, gương mặt trận trận tái nhợt, xem ra hắn cùng cự long tồn tại một chút đặc thù khế ước, cự long nổ tung, khiến cho hắn cũng thụ thương. Trước mắt Vũ Xà Thần cùng Sử Hoàng ở giữa, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Vũ Xà Thần nói, luân hồi chi chủ, ta không xong rồi, này đạo lực lượng phân thân cuối cùng vẫn là không đủ a, còn có này tên hề quái vật, không khỏi cũng quá hung mãnh một chút, ngươi làm sao trêu chọc phải này loại cường địch. Ai, ta còn có chút sự tình muốn nhờ ngươi, nhưng thực sự không chịu đựng nổi, khối này lân phiến ngươi cầm lấy, như ngươi hôm nay có thể sống sót, liền bóp nát lân phiến, ta còn muốn sẽ hàn huyên với ngươi trò chuyện. Dứt lời, Vũ Xà Thần lưu lại một khối màu đen vảy rắn, mà hậu thân thân thể dần dần làm nhạt tan biến, cuối cùng tiêu tán tại chỗ. Tinh không đỉnh vỡ tan, nó nguyên khí bị hao tổn nghiêm trọng, này đạo phân thân không cách nào lại chống đỡ tiếp, trực tiếp liền tan biến đi chỉ lưu cho Diệp Thần một khối vảy rắn. Nhìn thấy Vũ Xà Thần tan biến thiên nữ, Tử Mị U Cơ, Hồng Loan Quỷ Phi, Viêm Hoàng Đại Si đám người, đều là vô cùng lúng túng, bởi như vậy, chẳng phải là không ai lại có thể ngăn cản Sử Hoàng rồi. Sử Hoàng trận doanh bên này, rất nhiều ác quỷ cười lớn khằng khặc dâng lên, hưng phấn dị thường, Vũ Xà Thần tan biến, cũng để chúng nó áp lực đại đại giảm bớt. Hắc hắc, luân hồi chi chủ, người còn có thủ đoạn gì nữa? Sử Hoàng cũng nhịn không được bật cười, trong ánh mắt lướt qua một vệt hung tàn chi sắc, vung tay lên, xé nát hắn. Chung quanh trăm ngàn đầu ác quỷ, liền rát rát khặc khặc rít lên lấy. Như một vùng tăm tối thủy triều, hướng về Diệp Thần đánh giết mà đi, muốn đem hắn xé nát. Diệp Thần đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó lại giãn ra một ngụm chọc khí, thần tâm bình ép xuống tới. Vũ Xà Thần mặc dù tan biến, nhưng vừa mới chiến đấu, lại vì hắn tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Chỉ thấy luân hồi mộ địa bên trong, quỷ đạo tổ sư tại tinh không đạo thư tẩm bổ dưới, tâm ma tán đi, rốt cục hoàn toàn khôi phục. Tại quỷ đạo tổ sư khôi phục về sau, một màn kinh người cũng xuất hiện, chỉ thấy quỷ đạo tổ sư pho tượng, phía trên hết thảy hắc ám ô uế cùng ghê tởm, hoàn toàn tán đi. Cả tòa pho tượng, lần nữa khôi phục thần quang, từng đầu thiên đế hào quang mang theo nối liền trời đất uy thế, ngang tàng bắn mạnh mà ra. Xuy xuy xuy, rất nhiều hướng Diệp Thần đánh giết mà đến ác quỷ, lọt vào thiên đế hào quang xỏ xuyên qua, lập tức phát ra tiếng kêu thảm, thân thể trong nháy mắt yên diệt. Quỷ đạo tổ sư pho tượng bên trên thần quang, càng ngày càng nóng rực, càng ngày càng rực rỡ, cùng Diệp Thần xen lẫn nhau chiếu sáng chói. Giờ khắc này Diệp Thần, lại phảng phất là một tôn thiên đế, khí thế bão táp bá khí dị thường. Nhìn thấy một màn này, Sử Hoàng có chút ngây dại, ánh mắt bị quỷ đạo tổ sư pho tượng bên trên hào quang, chiếu rọi đến có chút hốt hoảng. Những người ở chỗ này, thấy quỷ đạo tổ sư sáng chói rực rỡ, cũng là bối rối. Diệp Thần nắm chặt lại quyền, ánh mắt sắc bén, nói ta thủ đoạn nha, chính là chí cao quỷ đạo. Tiếng nói vừa ra, Diệp Thần toàn thân tu vi khí tức bão táp, quỷ đạo tổ sư linh khí, toàn bộ quán trú vào hắn kinh mạch bên trong, hắn đạt được quỷ đạo tổ sư trợ lực, trong nháy mắt bộc phát ra kinh người khí tràng, thần uy bừng bừng, vầng sáng vạn đạo, chiếu rọi thiên địa. Không, ngươi không phải luân hồi chi chủ nhỏ yếu như vậy, không có khả năng có thực lực như thế. Ngươi là hư không quỷ diện, là ngươi lão gia hỏa này. Sử Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, phát ra không thể tin gào thét, hắn vừa mới rõ ràng đã ô nhiễm quỷ đạo tổ sư đạo tâm, nhường người sau dẫn đến tâm ma. Nhưng giờ phút này, quỷ đạo tổ sư không còn có một điểm tâm ma sa đọa bộ dáng, pho tượng hoàn toàn khôi phục, lực lượng tại Diệp Thần trên thân hoàn mỹ biểu lộ ra.
Sử Hoàng hoàn toàn không biết, quỷ đạo tổ sư là dùng thủ đoạn gì, thế mà có thể theo tâm ma sa đọa trạng thái dưới, nhanh như vậy liền khôi phục lại. Diệt Nguyệt, Đạo Nhật, bầy quỷ nghe lệnh, đều lên cho ta, đem hắn xé nát. Sử Hoàng phát ra quát lên điên cuồng, in Diệt Nguyệt trưởng lão cùng Đạo Nhật trưởng lão, lập tức liền mang theo toàn trường hết thảy ác quỷ, phô thiên cái địa, như một đám hắc ám châu chấu, điên cuồng hướng về Diệp Thần bạo sát mà đi. Sử Hoàng nghĩ thầm, tình huống tựa hồ có chút không đúng, luân hồi chi chủ tiểu tử này, quả nhiên không dễ giết a, ta vẫn là trước mang đi thôn hồn quỷ châu lại nói, không thể đánh nữa. Nội tâm của hắn mơ hồ có một chút kinh khủng, đối Diệp Thần đại khí vận kinh khủng, sợ hãi chính mình cuối cùng sẽ thất bại. Nghĩ như vậy Sử Hoàng lập tức hướng trên bầu trời bay đi, nghĩ trực tiếp đem thôn hồn quỷ châu mang đi. Sử Hoàng, nhanh như vậy liền muốn chạy sao? Diệp Thần nhếch miệng lên một vệt lãnh khốc đường cong, mắt thấy Diệt Nguyệt trưởng lão cùng Đạo Nhật trưởng lão, mang theo muôn vàn ác quỷ bạo giết tới, hắn mảy may không hoảng hốt. Cửu Thiên Bàn Long Trụ, phá cho ta. Tâm niệm vừa động, Diệp Thần tế ra Cửu Thiên Bàn Long Trụ, tại quỷ đạo tổ sư năng lượng quán chú, ngay ngắn Cửu Thiên Bàn Long Trụ, trong nháy mắt hóa thành vạn trượng cao, đỉnh thiên lập địa, phía trên phi long chiếm cứ gào thét, nổ ra vô tận uy thế. Cái kia ngàn ngàn vạn vạn hướng Diệp Thần xung tới ác quỷ, lập tức bị Cửu Thiên Bàn Long Trụ mạnh mẽ năng lượng ba động, chấn động đến thất linh bát toái, dồn dập kêu thảm. Diệt Nguyệt trưởng lão cùng Đạo Nhật trưởng lão, cũng là lộ ra một vệt thần sắc kinh khủng, bị chấn nhiếp tại chỗ. Thiên nữ, Tử Mị U Cơ đám người, nhìn thấy Diệp Thần vừa ra tay, liền chấn nhiếp rồi muôn vàn ác quỷ, không khỏi kinh ngạc vạn phần. Diệp Thần mạnh như vậy hoành thủ đoạn, có thể là hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tại chấn nhiếp bầy quỷ về sau, Diệp Thần một cái cửu u quỷ múa đao, thân như quỷ mị, mang theo lăng lệ đao mang bạo sát mà ra, chém thẳng hướng Sử Hoàng. Khi lấy được quỷ đạo tổ sư trợ lực về sau, Diệp Thần quỷ đạo thần thông, có thể bùng nổ đến trạng thái đỉnh cao nhất, vô cùng hung mãnh lăng lệ. Sử Hoàng đồng tử co rụt lại, không dám đón đỡ, vội vàng nghiêng người né tránh. Luân hồi chi chủ, đừng quá càn rỡ, đừng ép ta vận dụng sát chiêu. Ta cho ngươi một cái cơ hội, để cho ta mang đi thôn hồn quỷ châu, ta không thương tổn ngươi, ngươi có khả năng mang theo ngươi người rời đi. Sử Hoàng tầm mắt lạnh lùng, lại lườm Miết Thiên Nữ cùng Tử Mị U Cơ đám người, hắn lại cùng Diệp Thần đàm phán. Chê cười, ngươi muốn mang đi thôn hồn quỷ châu, trước hỏi qua ta lại nói. Diệp Thần cửu u quỷ múa đao lần nữa bùng nổ, thân như quỷ mị biểu trảm mà ra, đao đao lăng lệ chém thẳng Sử Hoàng. Sử Hoàng vẻ mặt âm trầm, Viêm Thiên Đế bốc hơi làm một đám lửa trường kiếm, cùng Diệp Thần giao phong. Mộ chủ, tốc chiến tốc thắng, đừng cho hắn vận dụng sát chiêu cơ hội. Nếu là hắn sát chiêu phóng xuất ra ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thần tâm bên trong vang lên quỷ đạo tổ sư thanh âm. Tiền bối, làm sao, là cái gì sát chiêu? Diệp Thần sững sờ, nghe quỷ đạo tổ sư ngữ khí, Sử Hoàng sát chiêu tựa hồ vô cùng lợi hại. Quỷ đạo tổ sư mang theo thật sâu kiêng kỵ, thậm chí còn có vẻ sợ hãi, nói chính là thế giới khải kỳ lục, là Sử Thần sáng tạo bí pháp, nếu như nói thôn hồn tà đạo trương, là hồn thiên đế tác phẩm đỉnh cao, cái kia Sử Thần tác phẩm đỉnh cao, liền là thế giới khải kỳ lục. Thế giới này khải kỳ lục, báo trước thế giới hắc ám sa đọa tương lai, là Sử Thần chỗ tư tưởng tương lai, năm đó ta, liền là chết tại thế giới khải kỳ lục phía dưới, đó là ta vung đi không được tâm ma. Nếu là Sử Hoàng phóng xuất ra thế giới khải kỳ lục, ngươi liền chết chắc, ta cũng đỡ không nổi, bất quá một chiêu này, phóng thích cũng không dễ dàng, ngươi nhanh chóng đưa hắn đánh giết, đừng cho hắn bùng nổ sát chiêu cơ hội. Nghe vậy, Diệp Thần tâm bên trong run lên thế giới kia khải kỳ lục, liền quỷ đạo tổ sư đều thấy e ngại, là tâm ma của hắn, nhất định là vô cùng đáng sợ. Nghĩ như vậy, Diệp Thần cũng không dám cho Sử Hoàng bùng nổ sát chiêu cơ hội. Tinh không đạo thư, thiên đạo đại tinh không, cho ta trấn áp. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, trực tiếp trước phóng xuất ra chính mình đại sát chiêu, một tờ tinh không đạo thư tế ra, hóa thành vô ngần tinh không minh mông, tại Diệp Thần trên đỉnh đầu trèo trống, phía trên ánh sao lấp lánh, thậm chí tại sâu trong tinh không, hiển hóa ra chí cao chí vĩ pháp tắc lực lượng. Cái kia cỗ pháp tắc lực lượng là chí cao thiên đạo pháp tắc, một cái hoàn mỹ u lam khối Rubik, ở trên trời sao xuất hiện, hình ảnh lộ ra 10 điểm mỹ lệ mộng ảo. Thiên đạo khối Rubik hỗn hợp có tinh không lực lượng,
hóa thành một đạo như thác nước tấm lụa, hung hăng hướng về Sửu Hoàng đánh tới. Diệp Thần gương mặt cấp tốc tái nhợt, này thiên đạo đại tinh không, có thể nói là hắn nắm giữ đại sát chiêu, uy lực to lớn, nhưng đối thân thể phụ tải vô cùng mãnh liệt, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền thấy thân thể bị rút sạch, coi như mượn quỷ đạo tổ sư lực lượng, cũng là không đủ tiêu hao. Thiên đạo khối Rubik cùng tinh không hỗn hợp năng lượng tấm lụa, như thác nước thiên rơi, cuồng nhiên chút xuống hướng Sửu Hoàng. Sửu Hoàng vẻ mặt đại biến, thật sâu cảm nhận được uy hiếp, cấp tốc lui lại, lại quát. Diệt Nguyệt, Đạo Nhật, các ngươi hai cái nhanh cút cho ta đi lên. Hắn biết, tại Diệp Thần tinh không bao phủ xuống, là tuyệt đối vô pháp chạy trốn, mặt đối thiên đạo lớn tinh không tẩy luyện, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Hắn cũng không tính chính mình mạnh mẽ chống đỡ, mà là đem Diệt Nguyệt cùng Đạo Nhật hai vị trưởng lão triệu hoán đi lên. Hai vị trưởng lão xông bay mà lên, Diệt Nguyệt trưởng lão thay Sửu Hoàng ngăn cản tinh không uy áp, Đạo Nhật trưởng lão thì là hung hãn không sợ chết, toàn thân khí huyết bùng cháy, đã là liều mạng tư thái, hướng về Diệp Thần cuồng xông mà đi. Hai vị này trưởng lão, đều là thôn hồn quỷ châu khí linh, thực lực có chút mạnh mẽ. Diệp Thần nhìn xem Đạo Nhật trưởng lão đánh tới, sầm mặt lại, thôi động tinh không năng lượng, hóa ra muôn vàn tinh không phi kiếm, hội tụ thành dòng thác kiếm khí, chém về phía Đạo Nhật trưởng lão. Nhưng không ngờ, Đạo Nhật trưởng lão lại có thể là không quan tâm, bốc lên phi kiếm hồng lưu, tiếp tục xông về phía Diệp Thần, hoàn toàn là liều mạng, trên thân tuyến thời gian không ngừng bị chảm diệt. Tại Diệt Nguyệt trưởng lão cùng Đạo Nhật trưởng lão bảo vệ dưới, Sửu Hoàng bình tĩnh trở lại, phát ra thở dài một tiếng, nói, luân hồi chi chủ ngươi cuối cùng vẫn là muốn bức ta vận dụng sát chiêu. Một chiêu này, ta chỉ cần trả giá to lớn đại giới, nhưng nếu là có thể giết ngươi, nghĩ đến cũng là đáng giá. Tiếng nói vừa ra, Sửu Hoàng hai tay bấm quyết, toàn thân có một cỗ hắc ám năng lượng đang nổi lên, diễn biến thành từng cái cổ lão ký tự, mang theo mãnh liệt sa đọa khí tức, như từng con hắc hồ điệp tại hắn quanh người phiên phi, tựa hồ có gì có thể sợ tuyệt chiêu đang nổi lên. Nhìn thấy một màn này, quỷ đạo tổ sư hoảng hốt, kêu lên, mộ chủ, không xong, hắn muốn ấp ủ thế giới khải kỳ lục. Một khi bị hắn ấp ủ thành công, chúng ta chết chắc. Diệp Thần nhìn xem Sửu Hoàng quanh thân phiên phi khí tự, đồng tử co rụt lại, cũng là thấy một cỗ lớn khí tức kinh khủng đang điên cuồng nổi lên. Hắn muốn xông qua ngăn cản, nhưng Đạo Nhật trưởng lão muốn liều mạng với hắn, gắt gao cản lại hắn, hắn trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách thoát ra. Phía dưới Tử Mị U Cơ, Hồng Loan Quỷ Phi, Viêm Hoàng Đại Si ba người, thấy Sửu Hoàng đang nổi lên tuyệt chiêu, cũng là vô cùng giật mình, mong muốn đi ngăn cản, nhưng bọn hắn tâm lực lao lực quá độ, lại đề không nổi mảy may khí lực. Tinh thần của bọn hắn đạo tâm, sớm đã bị Sửu Hoàng áp chế, thăng không dậy nổi phản kháng Sửu Hoàng suy nghĩ. Đây là Sửu Hoàng chỗ lợi hại, bình thường thiên đế đối mặt hắn, căn bản không phát huy ra thực lực, đạo tâm bị áp chế về sau, liền chỉ có thể mặc cho làm thịt. Cũng chỉ có Diệp Thần, có thể trực tiếp cùng Sửu Hoàng chống lại. Còn có thiên nữ, nàng có thần chu thiên kiếm kiếm khí thủ hộ, cũng đủ để chống lại hắc ám. Này Sửu Hoàng, nghĩ ấp ủ cái gì tuyệt chiêu, thật là đáng sợ khí tức gợn sóng. Thiên nữ mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm, toàn thân lông tơ dựng thẳng, nàng dự cảm đến, nếu là Sửu Hoàng sát chiêu bạo phát đi ra, cái kia toàn trường tất cả mọi người, chỉ sợ đều phải chết. Thần chu linh năng, thiên kiếm lượn quanh, vạn chảy băng diệt, kiếm tới. Bước ngoặt nguy hiểm thiên nữ cũng không lo được cái gì đại giới, ý chí phóng thích, cùng phương xa thần chu thiên kiếm câu thông. Từng sợi rộng rãi linh khí năng lượng, tại đỉnh đầu nàng bên trên tinh không hội tụ, rung động ầm ầm, cuối cùng đúng là hóa ra trăm ngàn đầu thần chu kiếm khí, mang theo băng diệt vạn chảy cuồng bạo uy thế, trực tiếp hướng về Sửu Hoàng chém đi. Thiên nữ thực lực, cùng Sửu Hoàng chênh lệch to lớn, nàng coi như mượn dùng thần chu thiên kiếm lực lượng, cũng không có khả năng tổn thương đến Sửu Hoàng. Nhưng, muốn nhiễu loạn Sửu Hoàng ấp ủ tuyệt chiêu, cắt ngang khí tức của hắn, thiên nữ vẫn là có thể làm đến. Sửu Hoàng thấy thiên nữ ngự kiếm chém giết tới, lập tức ngũ quan vặn vẹo, vô cùng phẫn nộ, hắn đang nổi lên sát chiêu không thể bị đánh gãy, bằng không phí công nhọc sức, tự thân thậm chí có thể muốn nhận cắn trả. Viêm Hoàng Đại Si, giết nàng cho ta. Sửu Hoàng đột nhiên hướng về phía Viêm Hoàng Đại Si, hét lớn một tiếng. Đang quát tiếng bùng nổ thời điểm, Sửu Hoàng hai mắt, kim quang bắn ra, biểu lộ ra một cỗ mạnh mẽ uy nghiêm. Viêm Hoàng Đại Si thấy Sửu Hoàng con mắt,
Nghe được tiếng quát của hắn, tinh thần lập tức một cái hốt hoảng, phảng phất thấy được Viêm Thiên Đế lão tổ đích thân tới, hắn phảng phất là nghe được Viêm Thiên Đế mệnh lệnh, hiện tại không dám vi phạm, vô ý thức một trường vỗ ra, đánh về phía thiên nữ bả vai. Phịch một tiếng, thiên nữ vội vàng không kịp chuẩn bị, bả vai xương cốt bị Viêm Hoàng Đại Si đánh cho sụp đổ, đau nhức toàn tâm, phù một tiếng phun ra máu tươi, thân thể chán nản ngã xuống đất. Nàng khẽ đảo dưới, nàng vừa mới phát ra trăm ngàn đầu thần chu kiếm khí, lập tức toàn bộ trở nên tan tác lộn xộn tán, như tiên nữ tán hoa ảo 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 bay khắp bốn phương, cuối cùng như là cỗ sao băng rơi rơi xuống đất, cũng không có gây tổn thương đến cho Sửu Hoàng một chút. Ha ha ha, hình. Sửu Hoàng nhịn không được phát ra một hồi tiếng cười điên cuồng, kinh hỉ xúc động vạn phần, vừa mới hắn là đang đánh cược, cược Viêm Hoàng Đại Si sẽ bị hắn tinh thần khống chế, đi công kích thiên nữ. Hắn cược thắng. Viêm Hoàng Đại Si nhìn xem trọng thương ngã xuống đất thiên nữ, ngẩn ngơ, mờ mịt nhìn xem bàn tay của mình, biết mình đúc thành sai lầm lớn. Liền thấy Sửu Hoàng không ai ngăn cản cắt ngang về sau, hắn chỗ ấp ủ sát chiêu, rốt cục hội tụ hoàn thành. Một bản cổ lão, hắc ám, tà ác, kinh khủng điển tịch, muôn vàn phù văn lấp lánh, ma hy dâng lên, ghê tởm tội nghiệt khí tức vờn quanh, tại Sửu Hoàng trước mặt chậm rãi ngưng tụ mà ra. Bộ sách kia bên trên, in thế giới khải kỳ lục năm chữ. Xong, mộ chủ, chúng ta xong. Quỷ đạo tổ sư thấy thế giới khải kỳ lục hiển hiện, cả người trực tiếp tiết khí, trở nên vô cùng uể oải, tựa như tâm ma tái hiện. Diệp Thần nhìn xem cái kia bản thế giới khải kỳ lục, cũng là cảm thấy da đầu run lên, toàn thân lại vô hình hồi hộp run rẩy một cái. Thế giới khải kỳ lục, Sử Thần tác phẩm đỉnh cao, theo cái kia khải kỳ lục bên trong, Diệp Thần thấy được Sử Thần dã tâm, hủy diệt thế giới dã tâm. Thế giới khải kỳ lục, phân chia 9 chương, phân biệt là hắc ám thức tỉnh, tận thế tiên đoán, thiên địa băng diệt, virus lan tràn, hủy diệt tai ương, thế giới phá toái, vĩnh dạ thâm uyên, trung yên nhạc dạo, sa đọa chương cuối. Này 9 chương khải kỳ lục, một chương một cái tiết tấu, bên trong ký thác Sửu Thần dã tâm tư tưởng, muốn từng bước một đem thế giới kéo vào sa đọa chương cuối bên trong đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 534.